Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 259. Chỉ thấy Tín công chúa vươn tay đẩy một tia sáng trắng bay vào giữa trán hắn. Nàng ấy nói, đây là bản đồ đến Nguyệt Quốc, người có thể đến đó thử xem. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi xoay người hóa thành kiếm quang, biến mất ở cuối tinh không. Để lại Tín công chúa im lặng nhìn theo. Nàng đương nhiên cũng có ước muốn của chính mình. Đó là thái bình muôn đời cho đế quốc cổ. Nhưng nàng cũng biết, một đời thiên tử, một đời thần tử, chỉ một lời hứa của Diệp Huyên là không đủ. Điều nàng quan tâm chính là người sẽ kế vị mai sau. Nếu mọi thứ diễn ra theo lẽ thường thì thôi, nhưng nếu hơi chệch đường một chút tỉ như vị kia mai sau được nuôi thả chẳng hạn thì sẽ vô cùng đau đầu. Bởi vì đôi khi sự diệt vong của một thế lực lớn chính là do họ trêu vào người không nên chọc. Một hồi sau, Tín công chúa lắc đầu, xoay người rời đi. Tương lai vô định. Chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường trước mặt, mai này ra sao thì phải xem hoàng thất đế quốc cổ thế nào. Diệp Huyên không mất bao lâu đã tìm đến Nguyệt Quốc. Nhưng vừa đến thì đã bị một cấm chế bí ẩn cản đường. Hắn gọi kiếm Thanh Huyên ra, nhẹ nhàng vung lên, cấm chế tan thành mây khói, để hắn ung dung tiến vào. Nhưng vừa đi vào thì đã bị một luồng khí tức kinh khủng khóa lại. Diệp Huyên chỉ bình tĩnh nhìn vào khoảng không trước mặt, thấy nó vỡ ra, để một cô gái xuất hiện. Nàng ta mặc trường bào xanh nhạt, tóc dài xõa vai, mắt như trăng rằm. Hai tay nàng đặt trong tay áo, vạt áo buông dài, trông tràn đầy tiên khí. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên cười chào hỏi, cô nương chính là Nguyệt Hoàng. Cô gái, Diệp Huyên của Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên thoáng ngẩn ra, cô biết ta. Cô gái lạnh nhạt hỏi, Diệp công tử có chuyện gì sao? Diệp Huyên gật đầu, ta đến đây để mời Nguyệt Quốc gia nhập Thư viện Quan Huyên. Nguyệt Hoàng im lặng nhìn lại. Diệp Huyên mỉm cười, không biết Nguyệt Hoàng nghĩ sao? Nàng ta lạnh lùng đáp, không nghĩ gì cả. Diệp Huyên, vậy quấy rầy rồi. Dứt lời. Hắn xoay người rời đi. Đối phương đã biết hắn là ai vậy chắc chắn đã nghe về hắn, đã vậy mà còn từ chối thì không còn gì để nói nữa. Bỗng Nguyệt Hoàng gọi theo, chậm đã. Diệp Huyên quay lại, nghe nàng ta nhàn nhạt cất tiếng, ta được biết Tín công chúa điện hạ đang giúp đỡ Diệp công tử. Hắn gật đầu, chính xác. Nguyệt Hoàng, vậy chẳng lẽ công tử không biết ân oán giữa Nguyệt Quốc và đế quốc cổ? Diệp Huyên, ta biết. Không giấu gì cô, chính Tín công chúa đề cử ta đến đây. Nguyệt Hoàng khẽ nhíu mày, nàng ấy đề cử. Diệp Huyên gật đầu. Nguyệt Hoàng rơi vào im lặng. Diệp Huyên, Tín công chúa đã sẵn lòng buông bỏ thù hận, Nguyệt Quốc của Nguyệt Hoàng thì thế nào? Nguyệt Hoàng lạnh nhạt hỏi lại, ngươi thấy sao? Diệp Huyên gật gù, nếu cô không muốn thì số phận chờ đợi Nguyệt Quốc sẽ là lần diệt vong thứ hai mà thôi. Đôi mắt Nguyệt Hoàng nheo lại nhưng không nói gì. Diệp Huyên cười, không phải ta uy hiếp cô, ta chỉ đang nói cho cô biết sự thật, đế quốc cổ đã gia nhập Thư viện Quan Huyên, Tín công chúa là đại nguyên soái, thống lĩnh đội quân tinh nhuệ nhất của chúng ta. Thứ ta nói thẳng, Nguyệt Quốc bây giờ căn bản không đánh lại chúng ta. Nguyệt Hoàng không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục, ta đang cần người, cần rất nhiều người tài. Nếu bằng lòng, cô có thể vào nội các thư viện. Đưa người Nguyệt Quốc vào thư viện, khi ấy các cô sẽ phát triển càng tốt hơn nữa. Nguyệt Hoàng nhìn hắn, ngươi không sợ nội loạn sao? Diệp Huyên lắc đầu, không. Nội loạn ư? Cho dù là Tín công chúa hay Nguyệt Hoàng, hắn đều có thể xử lý. Nguyệt Hoàng lại im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, mục tiêu của ta lần này là hơn 10.000 vũ trụ song song kia. Ta muốn chinh phục tất cả, cần một người cực giỏi về quản lý. Nguyệt Hoàng, nếu đã có năng lực này thì cô và Tín công chúa sẽ nắm quyền lực ngút trời ở Thư viện Quan Huyên sau này. Nghĩ mà xem, bao nhiêu vũ trụ song song đều do cô quản lý. Ta còn cho phép cô xây dựng quân đội, nó sẽ do cô quản lý, nhưng cô thì do ta quản lý. Nguyệt Hoàng nghe vậy thì nheo mắt, ta tự xây dựng quân đội được. Diệp Huyên gật đầu, đúng, nhưng phải tuân theo Quan Huyên pháp. Nguyệt Hoàng, ta đồng ý. Ta sẽ giúp ngươi quản lý tất cả thế giới vũ trụ. Diệp Huyên vươn tay, đẩy tâm pháp vũ trụ bay tới, đây là quà gặp mặt.
Nguyệt Hoàng thoáng nhìn rồi thu vào. Diệp Huyên, cô là người thông minh, đúng không? Nguyệt Hoàng nhìn hắn, ngươi yên tâm, ta có tư tâm nhưng sẽ càng chu toàn đại cục. Dù sao thì ngươi có thể thu phục cả Tín công chúa, ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi thực hiện những suy nghĩ kia. Diệp Huyên cong môi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thế là nội các lại kết nạp thêm một thành viên. Diệp Huyên tuy không hiểu biết Nguyệt Hoàng, nhưng nếu Tín công chúa đã đề cử thì hắn sẽ tin tưởng nàng ta. Nhưng nhiều đó vẫn là không đủ. Về mặt nhân tài, Nguyệt Hoàng lên tiếng, người muốn chinh phạt vũ trụ song song. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, gật đầu đáp đúng, cô có ý kiến gì sao? Nguyệt Hoàng trầm ngâm một hồi mới nói, người định chinh phục từng bước hay chinh phục trong một lần? Diệp Huyên, có thể là đánh thật nhiều trong một lần. Nguyệt Hoàng lắc đầu, không được, người phải chậm lại. Diệp Huyên ngạc nhiên, vì sao? Nguyệt Hoàng, một khi chinh phục tất cả trong một lần, người sẽ không có đủ nhân tài để quản lý, rất dễ tạo thành hỗn loạn. Mà một khi vũ trụ hỗn loạn thì sẽ ảnh hưởng xấu đến thư viện. Mấu chốt ở chỗ người cần tín ngưỡng chi lực, không phải oán hận. Mục đích ban đầu của chúng ta là tái xây dựng một trật tự, mang đến tương lai tốt đẹp cho vũ trụ chứ không phải loạn lạc. Nếu ngươi quá vội vàng thì chẳng khác gì tự mình làm trái kế hoạch của mình, mất nhiều hơn được. Diệp Huyên nghe vậy thì tỉnh ra. Dự tính ban đầu. Mục đích ban đầu của hắn khi thành lập thư viện là gì? Là mang đến tương lai tốt hơn cho vũ trụ, để các sinh linh tuân thủ pháp luật. Nguyệt Hoàng tiếp tục, người muốn có tín ngưỡng chi lực thuần túy thì phải chú trọng chất lượng thay vì số lượng trong tinh không vô ngần này, người thấy có đúng không? Diệp Huyên tán thành, rất có lý. Rồi lắc đầu cười, nhưng ta có cảm giác không còn nhiều thời gian, nên vẫn phải cố gắng hết sức. Nguyệt Hoàng, người sắp phải đi thế giới hư chân. Diệp Huyên ngạc nhiên, cô biết nó. Nguyệt Hoàng thấp giọng nói, tổ tiên Nguyệt Quốc ta cũng từng nói sắp đi đến đó, nhưng bây giờ không biết ra sao. Diệp Huyên lắc đầu. Nguyệt Hoàng, thất bại rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, hẳn là vậy. Nguyệt Hoàng rơi vào im lặng. Diệp Huyên, Nguyệt Hoàng cô nương có lẽ còn chưa rõ về chế độ của thư viện lẫn quan huyên pháp, ta đề nghị cô tìm hiểu nó trước. Nàng ta gật đầu, được. Diệp Huyên, vậy vào tháp thôi. Nguyệt Hoàng ngẩn ra. Diệp Huyên vung tay lên, kéo nàng ta vào tiểu tháp. Sau đó hắn gọi 36 cường giả ra. Tất cả đều tề tự. Khi Diệp Huyên nói ra ý tưởng của mình, dĩ nhiên không ai phản đối, bởi vì bây giờ ai mà chẳng muốn đi theo Diệp thiếu chứ. Còn chinh phục vũ trụ ấy à, lấy sức mạnh của họ thì chỉ là chuyện dễ như bớn. Diệp Huyên nhìn bọn họ, các người hãy phối hợp với Nguyệt Hoàng cô nương. Nguyệt Hoàng thì nhìn những người đó mà chấn động trong lòng. Bởi sức mạnh của họ đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng ta. Khủng khiếp thật. Nàng giờ đã hiểu ra vì sao Diệp Thiếu dám nói sẽ thống nhất vũ trụ. Bởi lực lượng này đủ để quét sạch hết thảy. Diệp Huyên quay lại nói với nàng ta, cô hãy thảo luận với họ xem nên bắt đầu từ vũ trụ nào trước, quyết định rồi thì nhờ một vị tiền bối đi theo. Vị ấy chinh phạt, cô quản lý. Nguyệt Hoàng gật đầu, được. Diệp Huyên, mọi người bắt tay vào đi. Rồi rời khỏi tiểu tháp. Diệp Huyên rời đi rồi. Nguyệt Hoàng lại nghĩ, nếu dẫn những người này đi đánh Tín công chúa thì... Tín công chúa. Rời khỏi tiểu tháp rồi, Diệp Huyên gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện rồi biến mất. Đích đến là vạn cổ ma vực. Khi Diệp Thanh Thanh xuất hiện cũng là lúc vạn cổ ma vực mở ra, bên trong có một vị đại lão đang lánh đời. Lần này hắn muốn thử xem có thể nói chuyện với người đó hay không. Bởi vì để thống nhất vũ trụ thì cần mọi người phải đoàn kết, nhất trí với nhau. Không bao lâu sau, hắn đi đến lối vào vạn cổ ma vực. Hắn hoàn toàn không thèm để ý mà ngự kiếm bay vào, nhanh chóng xuất hiện ở một thế giới kỳ lạ. Nơi nơi đều là khí tức tà ác, trên trời còn treo một vầng trăng đỏ máu. Xem ra ma chủ nơi này không phải người tốt, Diệp Huyên nhíu mày nghĩ. Hắn nhìn bốn phía một phen. Vừa định dò xét vũ trụ này thì thời không trước mặt chợt cuộn lại. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện, bên trong mà ma khí ngùn ngụt trông đáng sợ vô cùng. Diệp Huyên hỏi, ma chủ. Có giọng nói vọng ra, Diệp thiếu giá lâm, không biết có gì chỉ giáo.
Diệp Huyên điềm tĩnh hỏi, không biết ma chủ có hứng thú cùng ta đến thế giới hư chân hay không? Ma chủ lãnh đạm đáp, thứ cho ta nói thẳng, thực lực ngươi hiện nay không đủ để đến đó. Diệp Huyên cười, bây giờ không được, đâu có nghĩa là sau này không được. Ma chủ, ý ta là, sau này ngươi cũng không đến được. Diệp Huyên mỉm cười, xem ra ma chủ đã hoàn toàn hết hy vọng với thế giới hư chân. Ma chủ chỉ hờ hững đáp, đừng nói chi thế giới hư chân, ngay cả linh độ giới, ngươi cũng không thể chinh phục. Diệp Huyên, vậy ngươi định chôn chân ở đây trong bao lâu? Ma chủ không nói. Diệp Huyên cười, đều là phí hoài bản thân thì cũng nên đổi chỗ khác chứ hả? Đoạn hắn lấy tiểu tháp màu đen ra, nói, ở trong này 10 năm chỉ bằng một ngày ở ngoài, còn có thời không thần bí đặc biệt cho ngươi nghiên cứu, đã đủ để có hứng thú chưa? Ma chủ vẫn im lặng. Diệp Huyên tiếp tục, ta không yêu cầu nhiều ở ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta đánh linh độ giới là được, sau đó có muốn đến thế giới hư chân hay không thì ta cũng không bắt. Ma chủ bật cười, Diệp Thiếu đã có bảo bối bực này thì sao không lấy ra sớm hơn? Ta theo cậu. Rồi một người đàn ông vóc dáng khôi ngô bước ra từ vòng xoáy. Ông ta cười chào hỏi, bái kiến Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhìn ông ta một hồi, cười đáp, cứ ngỡ ông hung dữ thế nào, thì ra lại ôn hòa như vậy. Ma chủ cười sang sảng, ta thật sự là người tốt mà. Diệp Huyên, ma chủ đã từng đến linh độ giới. Ma chủ gật đầu, phải. Diệp Huyên tò mò, ta tưởng một khi vào thời không linh độ rồi thì không thể thoát ra chứ. Ma chủ cười, đó là với người thường thôi, còn ta thì hơn. Diệp Huyên, ông có từng giao chiến với Thái Sơ thần tộc? Ma chủ gật đầu, rồi. Diệp Huyên, rốt cuộc họ mạnh đến đâu? Ma chủ trầm ngâm một hồi rồi đáp, yếu hơn một chút so với vị muội muội ban đầu của cậu, nhưng so với người khác thì mạnh hơn rất nhiều. Diệp Thanh Thanh ư. Diệp Huyên câm nín. Má. Ghê vậy trời. Tự dưng nhức đầu quá. Ma chủ nhìn hắn, Diệp Thiếu à, đây chỉ mới là linh độ giới thôi chứ chưa đến thế giới hư chân. Cho dù cậu khuất phục được Thái Sơ thần tộc thì phía trên vẫn còn thế giới hư chân. Mà khoan nói đến nó, nội Thái Sơ thần tộc thôi đã mạnh đến khiến người tuyệt vọng rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Ma chủ, Diệp Thiếu muốn tập trung cường giả cao cấp khắp các vũ trụ lại rồi đánh tới linh độ giới. Diệp Huyên, một chọi một thì chúng ta không phải đối thủ của Thái Sơ thần tộc, đã vậy thì sao không liên thủ với nhau? Ta bật hack à không, giúp các vị tu luyện. Ma chủ nói sau một hồi im lặng, có thể thử xem. Diệp Huyên gật gù, nhìn quanh một vòng rồi nói, linh khí nơi này rất nồng. Thế này đi. Ông trước sau gì cũng vào tu luyện trong tiểu tháp, chỉ bằng dọn hết linh mạch linh tinh gì vào luôn. Ma chủ nhìn hắn, được. Diệp Huyên gật đầu, vậy vào thôi. Ma chủ di rời toàn bộ linh mạch vào tiểu tháp, thế là Diệp Huyên lại kiếm được thêm một vị đại tướng. Diệp Huyên lại nói, ma chủ có còn biết cường giả tuyệt thế nào nữa không? Ma chủ suy nghĩ một hồi, nói, đúng là có một người. Diệp Huyên vội hỏi, là ai? Ma chủ, thiên chủ. Diệp Huyên nhíu mày, thiên chủ. Ma chủ gật đầu, một siêu cường giả thời kỳ ban đầu, rất mạnh, từng giao thủ cùng Thái Sơ thần tộc ở linh độ giới, ép cho người bảo vệ của họ phải ra tay. Tiếc là cuối cùng vẫn bại trận, nhưng thế đã là ghê gớm lắm rồi. Mà người bảo vệ năm ấy cũng không giết y. Diệp Huyên, y đang ở đâu? Ma chủ, ta sẽ đưa cậu đến, nhưng ta không cam đoan y sẽ chịu theo. Diệp Huyên gật đầu, cũng phải thử xem. Ma chủ vung tay lên, cả hai cùng biến mất rồi hiện ra ở một vùng tinh không im lặng tuyệt đối. Ông ta chỉ về nơi xa, Diệp Huyên nhìn theo, thấy một chiếc quan tài đen lơ lửng. Hắn hỏi, y ở trong đó. Ma chủ gật đầu, vẫn luôn ngủ say trong đó từ lúc trở lại. Diệp Huyên nhíu mày, ngủ say. Ma chủ gật đầu, y bị thương rất nặng. Nếu không có kỳ ngộ đặc biệt thì e rằng khó mà khôi phục. Ông ta nhìn Diệp Huyên, chỉ có cậu mới giúp được y. Diệp Huyên gật đầu, đánh thức y dậy đi. Ma chủ ngạc nhiên, đánh thức. Diệp Huyên, đương nhiên rồi. Ma chủ trần trừ, tính khí y không được tốt.
Diệp Huyên tỉnh rụi, ta cũng không. Ma chủ cười khổ, thôi được rồi. Đoạn ông ta bước về phía quan tài, vung tay lên, đẩy ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Quỳnh! Quan tài run lên bần bật trước khi có một luồng khí tức đáng sợ tuôn ra. Duỳnh! Tinh hà sôi trào, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyên cũng đanh mặt lại. Mạnh quá! Khí tức này chỉ yếu hơn huyền hoàng nữ một chút xíu, đã vậy đối phương còn đang bị thương. Vũ trụ này vẫn còn quá nhiều cường giả. Mặt ma chủ cũng dần trở nên nghiêm trọng. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, một người đàn ông tóc trắng chậm chậm bay lên, mở đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát ý và lệ khí chừng ma chủ. Thấy ông ta hốt hoảng nhìn sang, Diệp Huyên thở ơ, nhìn ta làm gì? Ma chủ, nghe thấy lời của Diệp Huyên, ma chủ thoáng chốc xa sầm mặt. Mẹ kiếp, ngươi nham hiểm đến thế à? Lúc này, thiên chủ đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Huyên và ma chủ. Không nhiều lời lấy một câu. Rõ ràng ông ta rất khó chịu vì hai người này làm phiền giấc ngủ của mình. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên bình tĩnh nói, đánh ông ta. Lần đầu tiên khi nhìn thấy thiên chủ này, hắn đã biết muốn nói chuyện ngang hàng với những người này thì phải chứng tỏ thực lực. Nếu không, đối phương sẽ không nói chuyện đàng hoàng với hắn. Thế giới này thật sự quá thực tế. Thực tế đến mức rất nhiều lúc, người muốn nói chuyện ngang hàng với người khác cũng phải thể hiện thực lực của bản thân trước, nếu không sẽ chỉ bị coi thường mà thôi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ma chủ hơi do dự, sau đó xông lên, đánh một quyền về phía thiên chủ. Cú đấm này mang theo vô số ma khí dâng trào như thủy triều. Hai lực lượng vừa mới tiếp xúc đã như thiên lôi đánh vào địa hỏa, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đã trở nên hư ảo. Ma chủ liên tục lùi lại cả chục nghìn trượng. Cả thiên chủ đó cũng thế. Lúc này, nét mặt ma chủ cũng trở nên dữ tợn. Đương nhiên ông ta cũng không phải một kẻ tốt tính. Ông ta không nói một câu, lại bước một bước về phía trước, vung tay áo, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đột nhiên xuất hiện vô số lá cờ màu đỏ như máu. Sau đó, ông ta chắp tay chỉ về phía trước, tiêu diệt. Oanh! Trong nháy mắt, vô số lá cờ đỏ lập tức bốc cháy, biến thành những ngọn lửa kéo về phía thiên chủ. Lúc này, vô số thời không cháy thành hư vô. Phía xa, trong mắt thiên chủ lộ vẻ dữ tợn, ông ta bước về phía trước, chỉ tay ra, phá diệt. Sau động tác này, đầu ngón tay của ông ta bộc phát ra tia sáng trắng đáng sợ. Bên trong tia sáng trắng có một người khổng lồ cao vạn trượng tung người nhảy lên, hai tay cầm búa bổ về phía trước. Oanh! Một búa này khiến tất cả mọi thứ bị phá diệt trong nháy mắt. Một làn sóng xung kích đáng sợ thoáng chốc lan rộng, lúc này, vũ trụ tinh hà ở xung quanh cũng thoáng chốc tan thành cho bụi. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, hắn vung tay áo, kiếm ý nhân gian tản ra, ngăn chặn toàn bộ sóng xung kích kia. Diệp Huyên nhìn về phía xa. Lúc này, ma chủ và thiên chủ cách nhau khá xa, trên người cả hai đều tản ra hơi thở vô cùng đáng sợ, khí thế cuộn trào, chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không. Cường giả cấp bậc này, dù chỉ một ý niệm cũng đủ để tiêu diệt mấy triệu tinh hà rồi. Cường giả cao cấp chân chính. Lúc này, nét mặt Diệp Huyên khá nặng nề, không phải vì thực lực của hai người này, mà là bọn họ mạnh như thế lại bị Thái Sơ thần tộc đánh bại. Có thể tưởng tượng được Thái Sơ thần tộc này đáng sợ đến mức nào. Lúc này, ma chủ đột nhiên mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay ông ta có một tia ma quang phóng lên cao, sau đó, một vầng trăng màu đỏ xuất hiện ở sâu trong tinh không. Oanh! Một âm thanh động trời vang lên, vầng trắng kia hạ xuống, lao thẳng về phía thiên chủ. Ánh mắt thiên chủ ở phía xa lạnh tựa như băng, ông ta đột nhiên mở tay phải, sau đó vung lên trên, lên. Oanh! Trong lòng bàn tay ông ta lại xuất hiện một người khổng lồ cao vạn trượng bay lên cao, người khổng lồ này hai tay cầm kiếm, chém một phát về phía chân trời. Một kiếm như muốn hủy diệt đất trời. Hai lực lượng vừa mới tiếp xúc, một đợt sóng xung kích dữ dội hơn trước đó gấp mấy lần kèm theo vô số ánh sáng đỏ lan ra khắp xung quanh. Diệp Huyên híp mắt, vung tay áo, một tia kiếm quang lóe lên. Oanh! Làn sóng xung kích kia lại bị đánh tan một lần nữa. Diệp Huyên nhìn về phía xa, lúc này,
xung quanh hai người ma chủ và thiên chủ đã xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ, hai người ở bên trong vòng xoáy kia, lực lượng mạnh mẽ không người càn quét bên trong vòng xoát. Diệp Huyên tỏ vẻ kích động. Lúc này, Huyền Hoàng Nữ xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn vòng xoáy phía xa, bình tĩnh nói, vô giới. Diệp Huyên nhíu mày, vô giới. Huyền Hoàng Nữ gật đầu, khi lực lượng mạnh đến một mức độ nhất định sẽ mở ra vô giới này, bây giờ hai người họ đều đang chiến đấu trong vô giới, vạn giới không bị lực lượng trong vô giới làm ảnh hưởng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Dứt lời, hắn nhìn về phía Huyền Hoàng Nữ, cô cảm thấy hai người họ ai sẽ thắng. Huyền Hoàng Nữ lắc đầu, không phân cao thấp. Diệp Huyên cười nói, vậy thì quan sát thêm một lúc nữa. Huyền Hoàng Nữ gật đầu. Phía xa, trong vô giới kia, trận chiến giữa hai người đang trở nên ác liệt. Không thể không nói, thực lực của cả hai đều vô cùng mạnh mẽ, nếu không vì tiến vào vô giới, e rằng lực lượng của họ sẽ đánh vỡ mấy chục nghìn vũ trụ ở xung quanh. Cường giả chân chính, nếu không bị hạn chế thì thật sự quá kinh khủng. Vì một ý niệm của họ có thể sẽ giết chết hàng tỷ sinh linh. Huyền Hoàng Nữ chợt nói, Thái Sơ thần tộc mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Diệp Huyên nhìn về phía Huyền Hoàng Nữ, Huyền Hoàng Nữ nhẹ giọng nói, ngươi chưa từng đối mặt với Thái Sơ thần tộc, cho nên không thể cảm nhận được sức mạnh của bọn họ. Chủng tộc này trời sinh đã là một tộc mạnh, trong ấn tượng của ta, bọn họ chỉ từng nhượng bộ chủ nhân bút đại đạo một lần mà thôi. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có muốn nhờ chủ nhân bút đại đạo giúp ngươi không? Diệp Huyên lắc đầu. Chủ nhân bút đại đạo này cũng không phải người tốt. Huyền Hoàng Nữ nhìn Diệp Huyên, người muốn dựa vào thực lực của mình khiến Thái Sơ thần tộc khuất phục à? Diệp Huyên gật đầu. Huyền Hoàng Nữ im lặng một lát rồi nói, can đảm đấy. Diệp Huyên cười đáp, cô cảm thấy ta không thể ư. Huyền Hoàng Nữ gật đầu. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Huyền Hoàng Nữ lại nói, không phải ngươi không làm được. Mà là cả chúng ta cũng không thể. Sức mạnh của Thái Sơ thần tộc luôn khiến người khác thấy tuyệt vọng. Diệp Huyên bình tĩnh nói, lần này ta muốn thử thách điểm yếu của bản thân. Huyền Hoàng Nữ nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, lần này ta không gọi người, ta muốn xem thử mình có thể khuất phục Thái Sơ thần tộc được hay không. Huyền Hoàng Nữ hỏi, nếu không được thì sao? Diệp Huyên đáp, vậy thì gọi người sau. Huyền Hoàng Nữ im lặng. Sau đó bất đắc dĩ giơ ngón tay cái, nội tâm của ngươi đúng là mạnh mẽ không gì sánh bằng. Có làm thế nào cũng không thua được. Diệp Huyên cười to. Lúc này, ma chủ và thiên chủ đột nhiên rời khỏi vô giới. Lúc này, trên người cả hai vẫn tản ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Không tiếp tục giao thủ nữa. Vì bọn họ đều biết nếu còn tiếp tục, dường như cũng không thể phân thắng bại. Diệp Huyên nhìn về phía thiên chủ, nói chuyện một lát không? Thiên chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, châm chọc, người nghĩ mình là ai, có xứng trò chuyện với ta sao? Lúc này, ông ta đang nổi trận lôi đình. Diệp Huyên nhíu mày, đánh chết ông ta đi. Hắn vừa nói xong, ma chủ lại xông lên một lần nữa. Mà thiên chủ hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, ông ta tiếp tục biến thành một tia sáng trắng xông về phía ma chủ. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền Hoàng Nữ, đánh ông ta đi. Huyền Hoàng Nữ hơi do dự, sau đó hỏi, đánh hội đồng à? Diệp Huyên gật đầu, đánh hội đồng. Huyền Hoàng Nữ chớp mắt, thế thì không được tốt lắm nhỉ? Diệp Huyên hỏi, thế nào, bây giờ cô quên mất giao hẹn ban đầu của chúng ta rồi à? Huyền Hoàng Nữ gật đầu, ta đánh. Dứt lời, nàng ta xông thẳng về phía thiên chủ kia. Ầm. Một âm thanh động trời vang lên, thiên chủ lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Thiên chủ sợ hãi nói, con mẹ nó, các ngươi chơi đánh hội đồng. Hai người cũng không quan tâm đến ông ta, tiến lên đánh cho ông ta một trận. Hai người liên thủ, đương nhiên thiên chủ sẽ không phải đối thủ, ông ta liên tục lùi lại, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Diệp Huyên ngồi xuống ở bên cạnh, sau đó bắt đầu nướng đồ ăn. Võ Đức. Thời đại nào rồi chứ? Thời đại bây giờ, ra ngoài lăn lộn phải xét bối cảnh và số người. Phía xa, dưới sự liên thủ của hai người, thiên chủ chỉ có thể chịu thua,
không có khả năng đánh trả. Đánh một lúc, thiên chủ vội nói, các hạ nói đi. Diệp Huyên vung tay, huyền hoàng nữ và ma chủ lập tức dừng lại. Hai người đi tới bên cạnh Diệp Huyên nhìn thoáng qua huyền hoàng nữ, nếu cô không muốn nghe lệnh ta, thì có thể trở về quy khư chi địa tiếp tục ngủ say ngay bây giờ, sau đó đợi người tiếp theo đến cứu cô. Huyền hoàng nữ nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, sau này sẽ không như thế nữa. Diệp Huyên hoàn toàn không quan tâm đến nàng ta nữa, sau đó, hắn nhìn về phía thiên chủ, bây giờ tiền bối đồng ý nói chuyện rồi à? Thiên chủ nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Giữa chân mày của Diệp Huyên xuất hiện đạo ấn. Nhìn thấy đạo ấn, thiên chủ sửng sốt, ngươi, đạo ấn của chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, ta cũng không nhiều lời làm gì. Ta biết tiền bối bị thương, thế này đi, ta giúp tiền bối chữa thương, còn sẽ giúp tiền bối nâng cao thực lực. Thiên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta dựa vào gì để tin tưởng ngươi đây? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tiểu tháp bay thẳng đến trước mặt thiên chủ, trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Thiên chủ híp mắt, ông ta quan sát tiểu tháp, sau đó, nét mặt ông ta trở nên nặng nề. Diệp Huyên bình tĩnh nói, nếu tiền bối đồng ý thì xin gật đầu. Thiên chủ nghiêm túc nói, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Diệp Huyên nhìn thiên chủ, giúp ta tiêu diệt Thái Sơ thần tộc. Thiên chủ lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của Thái Sơ thần tộc. Dù có hai người họ cũng không được. Diệp Huyên bình tĩnh nói, tiền bối không tin tưởng bản thân mình như thế sao? Thiên chủ trầm giọng nói, không phải là ta không tin tưởng bản thân, mà là ngươi chưa từng giao thủ với Thái Sơ thần tộc, ngươi không hề biết chủng tộc này đáng sợ đến mức nào. Diệp Huyên nhíu mày, vậy sau này ông định thế nào? Tiếp tục ngủ say trong quan tài à? Thiên chủ im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, tiền bối, có ngọn tháp này, cộng thêm sự giúp đỡ của ta, chắc chắn thực lực của ông sẽ nhanh chóng tăng lên, bây giờ chúng ta không đánh thắng được Thái Sơ thần tộc không có nghĩa là sau này cũng không thắng. Thiên chủ nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười nói, hơn nữa, bây giờ ông cũng không còn sự lựa chọn nữa đúng không? Đương nhiên ông có thể chọn ở lại nơi này cho đến thiên hoang địa lão. Thiên chủ im lặng một lúc lâu rồi nói, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với một yêu cầu của ta. Diệp Huyên gật đầu, ông nói ta nghe xem. Thiên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi không được hạn chế sự tự do của ta, hơn nữa, ta sẽ không nghe theo lệnh ngươi, cũng không cần có trách nhiệm với ngươi. Diệp Huyên thẳng thừng đứng dậy, ta đang tìm cha cho mình à. Ông tiếp tục ngủ trong quan tài tiếp đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thiên chủ. Diệp Huyên phát hiện ra rồi. Những đại lão viễn cổ này đều có tính tình rất khó chịu. Ai cũng quá kiêu căng. Dù là thiên chủ này hay là huyền hoàng nữ. Đều vô cùng kiêu ngạo. Diệp Huyên hắn cũng không rảnh mà chiều theo. Diệp Huyên không nhiều lời, nói đi là đi. Thẳng thừng ngự kiếm rời đi. Thấy Diệp Huyên rời đi một cách quyết đoán như thế, ba người nhóm huyền hoàng nữ đều sửng sốt. Cuối cùng, ma chủ vội vàng đuổi theo. Y vẫn muốn xông pha cùng Diệp Thiếu. Huyền hoàng nữ thoáng chần chừ, sau đó cũng đi theo. Thiên chủ đứng ngơ ngác tại chỗ, sau đó, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi. Ông ta vốn cho rằng bản thân có cơ hội mặc cả, bây giờ xem ra người này thật sự không coi ông ta ra gì. Nghĩ thế, sắc mặt ông ta càng khó coi hơn. Ở một nơi khác, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tinh không, hai tay hắn nhẹ nhàng vẫy lên, kiếm ý nhân gian xung quanh vô cùng vô tận. Tốc độ tăng cường kiếm ý nhân gian của hắn ngày càng nhanh hơn. Đã có hiệu quả rồi. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên bắt đầu vận chuyển tâm pháp Thái Sơ một cách điên cuồng, tôi luyện kiếm ý nhân gian của bản thân. Hắn chưa từng gửi gắm hy vọng vào người khác. Mọi chuyện hắn làm đều là vì để bản thân trở nên mạnh hơn. Bản thân mạnh mới quan trọng nhất. Lúc này, huyền hoàng nữ và ma chủ xuất hiện. Hai người nhìn Diệp Huyên phía xa, không nói gì. Diệp Huyên cũng không để ý đến hai người, tiếp tục tôi luyện kiếm ý nhân gian của bản thân. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện. Kiếm nhân gian. Nhìn kiếm nhân gian trong tay, Diệp Huyên hơi nhếch môi.
Lúc này, ma chủ ở bên cạnh đột nhiên nói, Diệp Thiếu, nếu cậu thật sự chinh phục toàn bộ vũ trụ cùng với tất cả vũ trụ song song, tín ngưỡng chi lực này chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Huyên gật đầu, mục tiêu của ta chính là như thế. Ma chủ cúi người với Diệp Huyên, tại hạ sẵn lòng ra sức cho Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhìn ma chủ, khẽ mỉm cười. Hắn biết sở dĩ người này khá hiểu chuyện là vì y từng nhìn thấy thực lực của Diệp Thanh Thanh. Những người từng bị muội muội đánh đều sẽ khá biết điều. Diệp Huyên gật đầu, ma chủ tiền bối, ông có yêu cầu gì không? Ma chủ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta muốn vào trong tiểu tháp của Diệp Thiếu tu luyện, ngoài ra, còn muốn có thể mượn tâm pháp vũ trụ của Diệp Thiếu xem thử. Diệp Huyên gật đầu, chuyện nhỏ. Dứt lời, hắn vung tay áo, tâm pháp vũ trụ bay đến trước mặt ma chủ. Ma chủ mở ra xem, một lát sau, nét mặt y trở nên phức tạp, chủ nhân bút đại đạo này đúng là ghê gớm. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, vào tháp đi. Ma chủ gật đầu, sau đó cầm tâm pháp vũ trụ tiến vào trong tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn về phía Huyền Hoàng Nữ, nàng ta bình tĩnh nói, vậy ta có thể đi rồi chứ? Diệp Huyên đáp, có thể. Huyền Hoàng Nữ nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười nói, cô muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Huyền Hoàng Nữ im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Nàng ta thật sự cũng không muốn đi theo Diệp Huyên, nghe theo lệnh hắn. Cả đời này của nàng ta đã từng phải nghe lời sai khiến của ai chứ? Vào lúc Huyền Hoàng Nữ rời đi, phía chân trời có một đám mây màu máu đáng sợ xuất hiện. Một khắc sau, vô số tia chớp tập trung lại. Mệnh kiếp! Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Huyền Hoàng Nữ thoáng chốc thay đổi, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên cười nói, hình như ta cũng đâu có nghĩa vụ phải chịu mệnh kiếp thay cô. Sắc mặt Huyền Hoàng Nữ vô cùng khó coi, ta đồng ý đi theo ngươi. Diệp Huyên nhìn nàng ta không cần, trở về quy khư chi địa của cô ngủ tiếp đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chân trời có một lôi kiếp ầm ầm đánh xuống, trong nháy mắt khiến toàn bộ tinh không phải chấn động. Nhìn thấy thế, sắc mặt Huyền Hoàng Nữ thoáng chốc trở nên tái mét. Diệp Huyên trở về vũ trụ tiểu quan, nơi này là tổng bộ của thư viện Quan Huyên. Lúc này, vũ trụ tiểu quan đã phát triển thành trung tâm của toàn bộ vũ trụ, nơi đây có thể xem là thế giới phồn hoa nhất. Ở nơi này không chỉ có tổng viện của thư viện Quan Huyên, còn có tổng các của Tiên Bảo Các, ngoài ra, vô số đại thế gia siêu cấp và các thế lực thần bí cũng đều phát triển ở đây. Có một điều đáng nói là Quan Huyên thành đã bắt đầu xây dựng thêm, hiện tại bên trong thành cũng có hơn mấy trăm triệu sinh linh đang sinh sống. Chẳng những thế, thư viện Quan Huyên còn đang xây dựng thêm xung quanh Quan Huyên thành. Trước mắt, nơi này chính là trung tâm của vũ trụ. Sau khi về đến thư viện, Diệp Huyên triệu tập viện chủ của các đại viện cùng với tất cả các quản lý của nội các và sáu bộ bên dưới. Mọi người tập trung trong điện Diệp Huyên nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Mạc Vân Khởi, Kỳ An Chi, Tiểu An, Liên Vạn Lý. Diệp Huyên nhìn mọi người, khẽ mỉm cười. Mạc Vân Khởi cũng cười khẽ, bây giờ, hắn ta đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Diệp Huyên cất lời, ta tập trung mọi người đến đây là vì có hai chuyện muốn tuyên bố. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, chuyện thứ nhất, đó là Tín Công Chúa đã giúp chúng ta chiếm được hơn 100 vũ trụ, bây giờ hơn 100 vũ trụ này đều đã thuộc quyền quản lý của thư viện. Nghe vậy, mọi người trong điện tỏ vẻ kích động. Hơn 100 vũ trụ. Diệp Huyên lại nói, bây giờ chúng ta cần người mới, cần rất nhiều nhân tài, đặc biệt là về mặt quản lý. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lý Bán Chi, ta đề nghị lập ra một viện riêng, viện này đặc biệt phụ trách đào tạo nhân tài. Lý Bán Chi gật đầu, ta sẽ xử lý. Diệp Huyên gật đầu, ngoài ra, thông báo cho toàn bộ vũ trụ, kêu gọi các nhân tài. Dứt lời, hắn nhìn xuống Khương Cửu bên dưới, Tiểu Cửu, chuyện này giao cho cô xử lý. Khương Cửu đáp, được. Lúc này, cũng nên để những người này mỗi người quản lý một phương rồi. Diệp Huyên nói tiếp, ngoài ra còn có một chuyện nữa, đó là ta đã bắt đầu lên kế hoạch chinh phục tất cả vũ trụ song song. Vũ trụ song song. Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ ngơ ngác.
Bọn họ chưa từng tiếp xúc quá nhiều với vũ trụ song song. Sau khi Diệp Huyên giải thích, mọi người mới dần hiểu về vũ trụ song song, mà lúc này, mọi người đều khá là khiếp sợ, không ngờ rằng ngoài vũ trụ hiện hữu, trong thời không tuế nguyệt còn có nhiều vũ trụ song song như thế. Diệp Huyên nói, chinh phục vũ trụ song song cũng cần có rất nhiều nhân tài, vì thế, bắt đầu từ bây giờ, Tổng viện của Thư viện Quan Huyên cần phải nhanh chóng đào tạo ra nhiều nhân tài hơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Bán Chi, chuyện đào tạo nhân tài, cô phải hoàn thành nhanh một chút. Lý Bán Chi nghiêm túc nói, toàn bộ chư thiên vạn giới, không quan tâm là chủng tộc gì cũng đều có thể đến Thư viện Quan Huyên nhậm chức, có được không? Diệp Huyên đáp, đương nhiên là được. Lý Bán Chi gật đầu, như thế, chúng ta có thể kêu gọi nhân tài của các chủng tộc khác. Có điều. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Lý Bán Chi, ta biết điều cô lo lắng, nhưng nỗi lo này hoàn toàn không cần thiết. Hiện tại Thư viện Quan Huyên chúng ta thống trị toàn bộ vũ trụ, bất cứ chủng tộc nào cũng nằm dưới quyền quản lý của Thư viện Quan Huyên, tất cả chủng tộc bình đẳng, cũng không có khái niệm nhân tộc cao cấp hơn. Lý Bán Chi gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyên nhìn Ứng Thanh ở một bên, tiếp theo, thư viện có lẽ sẽ cần rất nhiều tiền, Tiên Bảo Các phải giúp đỡ bằng hết khả năng của mình. Hắn cũng không xem Tiên Bảo Các là người ngoài. Ứng Thanh gật đầu, ta biết rồi. Tuy bây giờ nàng ta quản lý Tiên Bảo Các, nhưng nàng ta biết, Tiên Bảo Các là của Diệp Huyên và Tần Quan. Có thể nói, lệnh của Diệp Huyên còn có tác dụng hơn của nàng ta, tất cả mọi người ở Tiên Bảo Các đều xem Diệp Huyên như một nửa chủ nhân. Quan hệ của Diệp Thiếu này và các chủ vừa nhìn đã thấy không bình thường. Diệp Huyên gật đầu, giải tán. Mọi người đứng dậy rời đi. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy cười nói, có mệt không? Diệp Huyên gật đầu, có chứ. Khương Cửu cười, ta cho ngươi một ngạc nhiên. Diệp Huyên sửng sốt, đang muốn hỏi là gì thì Khương Cửu đã xoay người rời đi. Diệp Huyên nhíu mày. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa xuất hiện một cô gái mặc bộ váy trắng như tuyết không dính một hạt bụi, tóc tựa như suối, nét đẹp lạnh lùng cao quý. An Lan Tú. Nhìn thấy An Lan Tú, Diệp Huyên sửng sốt. An Lan Tú khẽ mỉm cười. Diệp Huyên vội đi tới trước mặt An Lan Tú, hắn không chút kiêng dè ôm lấy nàng. Không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm như thế. Thân thể An Lan Tú thoáng cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng trở lại, nàng cũng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên kéo An Lan Tú ngồi xuống thềm đá trước đại điện, hắn nhìn nàng, cười nói, nàng. An Lan Tú nhẹ giọng cất lời, ta đến giúp huynh. Diệp Huyên cười to. An Lan Tú nhìn hắn, cần ta giúp không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, đương nhiên rồi. An Lan Tú gật đầu, ta sẽ nghe theo lệnh huynh. Diệp Huyên kéo tay An Lan Tú, nhẹ nhàng nói, giúp ta thành lập một đội quân. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, hắn cười nói, Tín Công Chúa và Nguyệt Hoàng cũng sẽ thành lập đội quân, lúc ta ở đây có thể trấn áp hai người họ, nhưng nếu ta không có ở đây, quyền lợi của các nàng sẽ áp đảo nội các và tổng viện. Mà quan trọng nhất là hai người này đều là kẻ thù, dù hiện tại không sao, nhưng ta sợ về sau này. Nếu bọn họ thật sự muốn trở mặt, thì thư viện sẽ bị bọn họ đánh tan tác. An Lan Tú trầm giọng nói, huynh muốn thành lập một đội quân mới để kiềm chế bọn hạ à. Diệp Huyên đáp, thư viện cần được cân bằng. An Lan Tú gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên cười nói, trong thư viện bây giờ, nàng có thể chọn ra bất cứ người nào, chọn ra 10.000 người, ta sẽ cho nàng tài nguyên và công pháp để 10.000 người này tu luyện. Mà bọn họ sẽ chỉ nghe lệnh ta và nàng. Nếu sau này chúng ta không còn ở đây, bọn họ sẽ bị nội các ràng buộc. An Lan Tú đột nhiên nắm chặt lấy tay Diệp Huyên, không còn ở đây. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên hư không, nhẹ giọng nói, không biết có phải ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy những chuyện mà Ứng Thanh đến từ tương lai nói sẽ thành sự thật. An Lan Tú hơi nhíu mày, nàng đang định cất lời thì Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao. Suy cho cùng ta vẫn phải đi đến thế giới hư chân, mà vũ trụ này, trước khi đi, chỉ có thể làm những chuyện trong khả năng cho phép cho nó mà thôi. An Lan Tú gật đầu, được. Diệp Huyên nắm tay An Lan Tú, cười nói, gặp được nàng thật tốt quá. An Lan Tú dựa vào người Diệp Huyên, nhẹ giọng đáp, ta cũng thế.
hai người cứ thế ôm nhau trong im lặng. Sau đó, An Lan Tú bắt đầu chọn người ở thư viện Quan Huyên. Tất cả mọi người đều phối hợp với nàng. Vì thế, không lâu sau đó, An Lan Tú đã chọn được 12.000 người. 12.000 người này đều qua sự chọn lựa tỉ mỉ. Diệp Huyên cũng để An Lan Tú đưa họ vào trong tiểu tháp tu luyện. Chẳng những thế còn cho mấy đại lão trong tiểu tháp hướng dẫn bọn họ. Sau khi gặp những đại lão kia, An Lan Tú quyết định tiếp tục tuyển thêm người. Nàng muốn thành lập một đội quân có thể chống lại đội quân của Tín Công Chúa. Diệp Huyên cũng không có ý định chèn ép Tín Công Chúa, mà hắn còn tin tưởng Tín Công Chúa hơn cả trước đây. Diệp Huyên hắn không biết làm chuyện qua cầu rút ván, cũng không làm được. Hắn là đang tính toán cho thư viện sau này. Sau khi hắn không còn ở đây, thư viện cần được giữ cân bằng giữa các bên, không thể để một bên kiểm soát. Ngoài An Lan Tú, Nguyệt Hoàng cũng đang xây dựng đội quân của mình, nàng ấy biết đây là thời điểm thay đổi số phận của Nguyệt Quốc, vì thế, nàng ấy cũng rất chú tâm. Chưa đến mấy ngày, nàng ấy đã lập ra một kế hoạch chinh phục vũ trụ song song. Trong điện, Diệp Huyên nhìn bản kế hoạch của Nguyệt Hoàng, một lúc lâu sau đó, hắn nhìn nàng ấy, dùng chiến dưỡng chiến. Nguyệt Hoàng gật đầu, phải, chinh phục một vũ trụ song song, chúng ta phải có trong tay một ít tài nguyên của vũ trụ đó. Chỉ có thế, đội quân của chúng ta mới không làm ảnh hưởng đến Tổng viện. Đương nhiên không phải là cướp đoạt, ta sẽ cố hết sức cho người đi tìm một vài bí cảnh cổ xưa, hoặc là đi thăm dò những linh mạch không có chủ. Có những cường giả tuyệt thế này, đây là những chuyện rất dễ dàng. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyệt Hoàng, đừng cướp bóc. Hắn biết không thể tham lam, một khi tham lam thì sẽ trở nên điên cuồng. Vì khi hắn ra lệnh cướp bóc, người bên dưới cũng sẽ trở thành những kẻ tàn sát cướp bóc. Nguyệt Hoàng gật đầu, người yên tâm, ta sẽ quản lý chặt chẽ người của mình. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Nguyệt Hoàng, dự tính ban đầu của chúng ta là để vũ trụ thành lập trật tự mới. Chứ không phải tiêu diệt nó, giải quyết thế lực lớn nhất, mọi thứ đều sẽ trở nên đơn giản. Tóm lại là không được làm loạn vũ trụ song song. Nguyệt Hoàng gật nhẹ đầu, ta biết rồi. Diệp Huyên cất bản kế hoạch kia đi, sau đó nói, chuyện của vũ trụ song song sau này do cô quyết định. Nguyệt Hoàng gật đầu, cảm ơn sự tin tưởng của ngươi. Diệp Huyên cười nói, nếu cần giúp đỡ gì cứ liên hệ thẳng với ta là được. Nguyệt Hoàng nhìn Diệp Huyên. Sau đó nói, đương nhiên rồi. Diệp Huyên gật đầu, đi làm việc đi. Nguyệt Hoàng cúi người hành lễ, xoay người lui xuống. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyệt Hoàng này nhiều mưu mô hơn Tín Công Chúa một chút, Tín Công Chúa luôn thể hiện ý đồ ra bên ngoài, còn người này luôn giấu bên trong. Diệp Huyên nhắm mắt. Lục đục tranh đấu. Lúc này, trước cửa đại điện đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ. Diệp Huyên nhìn về phía đó, người này chính là Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh cười hì hì, lão ca. Diệp Huyên cười nói, vào đi. Tiểu Tịnh đi vào, nàng ta cũng không kiêng dè đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó quan sát Diệp Huyên từ trên xuống dưới, huynh mạnh hơn rồi. Diệp Huyên cười đáp, muội cũng thế. Tiểu Tịnh ngồi xuống một bên, sau đó nói, lão ca, có thể cho ta chút chuyện để làm không? Diệp Huyên hơi tò mò, muội muốn làm gì? Tiểu Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta có thể nắm giữ một đội quân không? Diệp Huyên lắc đầu ngay lập tức. Mẹ kiếp! Thật ra so với Nguyệt Hoàng và Tín Công Chúa, hắn thấy sợ con nhóc này hơn. Nhóc này cũng không hiền lành gì. Một khi nắm giữ đội quân, đừng nói hắn không có ở đây, dù hắn có ở đây, nhóc này cũng có thể tạo phản. Tiểu Tịnh lập tức tỏ vẻ uất ức, huynh đề phòng ta như thế sao? Diệp Huyên trừng Tiểu Tịnh, muội đừng có dở trò này với ta. Tiểu Tịnh cười hì hì, sau đó nói chính sự đi, trước đây ta tạo nghiệp nhiều quá, bây giờ muốn làm nhiều chuyện tốt hơn, cho nên ta muốn thành lập một đội lính đánh thuê. Huynh yên tâm, không phải kiểu lính đánh thuê cướp bóc như trước kia, mà là lính đánh thuê đàng hoàng. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tịnh, không nói một lời. Tiểu Tịnh nghiêm túc nói, ta có thể có ý đồ xấu gì chứ? Diệp Huyên lắc đầu, đổi lý do khác đi. Tiểu Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người khi nãy phụ trách chinh phục vũ trụ song song đúng không?
Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Tĩnh nói, nếu nàng muốn chinh phục vũ trụ song song, nàng sẽ phải thành lập một đội quân mạnh mẽ. Nếu ta là nàng, ta nhất định sẽ làm chuyện mở ám. Nói cách khác, dù đội quân này mang danh thư viện Quan Huyên, nhưng những người này đều có thể là người đáng tin cậy của nàng ta. Ca ca ở đây, đội quân này chắc chắn sẽ nghe lệnh huynh, nhưng nếu huynh không ở lại vũ trụ này, đi đến thế giới hư chân, thì đội quân này sẽ không nghe lệnh ai khác. Hơn nữa, Tín công chúa cũng nắm giữ một đội quân, khi đó, Tổng viện phải làm sao? Dựa vào Quan Huyên vệ có thể chống lại bọn họ không? Nói đến đây, nàng ta thoáng dừng lại, sau đó mới tiếp tục, cho nên ta cảm thấy chúng ta cần xây dựng thêm một đội quân, ta cảm thấy ta có thể. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tĩnh, không nói một lời. Tiểu Tĩnh tiếp tục nói, cân bằng. Cái thư viện Quan Huyên cần nhất bây giờ chính là cân bằng, cách tốt nhất là ba bên kiểm soát lẫn nhau. Huynh nhìn ta đi, ta có thể kiểm soát hai người họ, thật đấy. Diệp Huyên cười nói, muội tự tin thể sao? Tiểu Tĩnh nghiêm túc đáp, đương nhiên rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta có thể để muội lập ra một đội lính đánh thuê, nhưng muội phải đồng ý với ta một chuyện. Tiểu Tĩnh gật đầu, ta biết rồi, huynh sợ ta tạo phản đúng không? Huynh yên tâm, ta có thể kiểm soát bọn họ cũng có thể kiểm soát ta, không tạo phản được đâu. Trừ khi ta liên thủ với một phe trong đó. À không, ý ta là chuyện này không có khả năng xảy ra. Diệp Huyên cười nói, nếu có một ngày ta không còn ở thư viện, muội sẽ tử tế với người đời sau của ta chứ. Tiểu Tĩnh ngây người, sau đó bình tĩnh nói, nếu huynh không còn ở thư viện, thì thư viện còn có ý nghĩa gì với ta nữa? Diệp Huyên im lặng. Tiểu Tĩnh cười nói, huynh sợ ta lén tạo phản sau lưng huynh à. Diệp Huyên lắc đầu, muội sẽ không làm thế. Tiểu Tĩnh nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vì dù bảo muội làm viện trưởng, muội cũng sẽ không có hứng thú. Tiểu Tĩnh im lặng không nói gì. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta xem muội là người thân. Tiểu Tĩnh im lặng một lát rồi nói, ta cũng thế. Diệp Huyên cười nói, muội muốn thành lập đội lính đánh thuê thì cứ làm. Tiểu Tĩnh há miệng cười, được, ta đã nghĩ ra cả tên cho đội lính đánh thuê rồi. Tên là đội lính đánh thuê Quan Huyên. Diệp Huyên cười hỏi, sau khi thành lập muội muốn làm gì? Tiểu Tĩnh ngẫm nghĩ, sau đó nói, thành lập công hội lính đánh thuê, phát triển một công hội độc lập ngoài thư viện, ta cảm thấy thế giới này cần lính đánh thuê có thể làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, ta sẽ quản lý chặt chẽ công hội này, cố hết sức không làm ra chuyện giết người cướp của. Hơn nữa, vũ trụ hiện tại cũng có rất nhiều lính đánh thuê, nhưng lại quá rời rạc. Ta cảm thấy, ta có thể kết nối bọn họ lại. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, cần ta giúp gì không? Tiểu Tĩnh vội nói, tiền. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua, sau đó vội nói, đủ rồi. Diệp Huyên cười, đi đi. Tiểu Tĩnh cũng cười hì hì, cảm ơn ca ca. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, đi đến cửa đại điện, nàng ta đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ca ca, nếu huynh có con trai, thằng bé sẽ gọi ta là gì? Diệp Huyên tức giận đáp, đương nhiên là cô rồi. Chẳng lẽ gọi tỷ tỷ? Nghe vậy, Tiểu Tĩnh há miệng cười, sau đó xoay người nhảy lên, biến mất ở phía xa. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Mà hắn cũng không ngờ rằng, vũ trụ Quan Huyên sau này sắp xuất hiện một thế lực vô cùng đáng sợ. Công hội lính đánh thuê. Sau khi Tiểu Tĩnh rời đi, Diệp Huyên tiến vào trong tiểu tháp. Hắn muốn tu luyện để cường hóa thân thể của mình. Không phải là muốn chú trọng phát triển thân thể, mà là muốn sau khi cường hóa thân thể thì luyện tới gấp vũ trụ. Bây giờ hắn chỉ có thể gấp hư vũ trụ, mà như thế vẫn là không đủ. Lần này, mục tiêu của hắn là gấp thời không linh độ. Nếu có thể đạt tới cấp bậc của mấy ông lão kia thì nhất định phải gấp thời không linh độ. Nhất kiếm vô địch. Mà muốn gấp thời không có cấp bậc như thế, thần hồn và thân thể của hắn đều phải đạt đến một cấp độ vô cùng đáng sợ. Trong một cánh đồng hoang, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trên đầu hắn chính là thiên kiếp. Thiên kiếp không ngừng đánh thần lôi về phía Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên tựa như một người sấm. Cả người bị lôi quang bao phủ. Cứ thế, Diệp Huyên lại mượn thiên kiếp tôi luyện thân thể của mình.
Mấy tháng trôi qua, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn có lôi quang bộc phát, thoáng chốc đánh vỡ không gian trước mặt. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, siết chặt tay phải. Oanh! Một tia chớp đột nhiên lóe lên từ trong cơ thể hắn, thời không xung quanh cũng vỡ nát. Diệp Huyên vung tay áo, thời không xung quanh lập tức bình thường trở lại. Diệp Huyên nhìn hai tay mình, lúc này, hắn đang rất hưng phấn. Lực lượng! Lực lượng vô cùng vô tận. Đây là lực lượng đến từ thân thể. Nói thật thì hắn khá là thích lực lượng thân thể thế này, đánh nhau với người khác, mỗi quyền đều rất đau, hơn nữa hoàn toàn không cần dùng đến đầu óc. Lúc này, Đại Sơn đi tới từ một bên, ông ta cười nói, chúc mừng Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhìn về phía Đại Sơn, cười nói, có lẽ thân thể này của ta vẫn còn chênh lệch khá lớn với tiền bối. Đại Sơn gật đầu, đúng là có chênh lệch, nhưng cậu là kiếm tu, thân thể có thể đạt đến cấp bậc này đã là đáng sợ lắm rồi. Diệp Huyên cười to, cũng đúng. Hắn không nhiều lời, lập tức rời khỏi tiểu tháp, lần này hắn chuẩn bị đi đến thời không linh độ, xem thử có thể gấp thời không ở đó không. Nếu có thể, thì uy lực chiêu chiết điệp nhất kiếm của hắn sẽ tăng lên vô số lần. Lúc Diệp Huyên đang muốn rời đi, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, sau đó, một cô gái cả người đều là máu xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy người này, Diệp Huyên sửng sốt. Vì người này chính là huyền hoàng nữ. Lúc này, huyền hoàng nữ có thể nói là khá thê thảm. Diệp Huyên nhìn nàng ta, không nói gì, còn cảm thấy khá bất ngờ vì người phụ nữ này có thể chịu được mệnh kiếp. Huyền hoàng nữ cũng im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn huyền hoàng nữ, bình tĩnh nói, gì đây? Hắn cũng không sợ đối phương. Lúc này, trên đầu huyền hoàng nữ đột nhiên xuất hiện một tầng mây màu máu. Mệnh kiếp lại xuất hiện một lần nữa. Trong tầng mây màu máu có sấm chớp lóe lên, lôi uy đáng sợ kéo xuống. Huyền hoàng nữ đột nhiên bình tĩnh nói, Diệp Thiếu, xin cho ta một cơ hội nữa. Tuy nàng ta mạnh, nhưng nàng ta vẫn không thể chống lại mệnh kiếp. Tiếp tục chịu đựng, nàng ta sẽ bị mệnh kiếp đuổi giết đến chết. Diệp Huyên nhìn huyền hoàng nữ, cô cho rằng ta rất cần cô sao? Cô sai rồi, là cô cần ta. Chứ không phải ta cần cô, ta sẽ không nhận lại người đã chọn rời đi, cho nên, bảo trọng. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Lúc này, tia sét màu máu lại đánh xuống. Sắc mặt huyền hoàng nữ thoáng chốc trở nên tái mét. Diệp Huyên không quan tâm đến huyền hoàng nữ nữa, hắn chạy thẳng đến linh độ giới. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên cất lời, vì sao không cho nàng ta một cơ hội. Nàng ta có thực lực mà. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta chưa từng nghĩ tới việc muốn dựa vào bọn họ để chinh phục Thái Sơ thần tộc, ngược lại là bọn họ cần ta. Nhưng hình như bọn họ đều không nhận ra điều này, đều cho rằng ta muốn dựa vào bọn họ, đúng là buồn cười. Tiểu tháp khẽ thở dài. Đúng thế, thật ra những đại lão viễn cổ này cần Diệp Huyên, chứ không phải Diệp Huyên cần bọn họ. Ví dụ như huyền hoàng nữ này, nếu không có Diệp Huyên, sao nàng ta có thể sống lại? Hoặc là sống lại rồi, nàng ta dùng cái gì để chống lại mệnh kiếp? Nhưng đối phương lại không nghĩ ra điều này. Mà lần này, Diệp Huyên cũng muốn mượn huyền hoàng nữ để giết gà dọa khỉ. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đi tới thời không linh độ. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn mở tay phải, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, trong nháy mắt, thời không linh độ bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi nhếch môi. Thật sự làm được này. Diệp Huyên bắt đầu tiếp tục gấp, chẳng mấy chốc, thời không linh độ xung quanh đã bị hắn gấp lại từng chút một. Không thể không nói việc này khá là mất sức. Thời không xung quanh bị Diệp Huyên gấp lại, không lâu sau đó, thời không mấy vạn trượng đều đã bị hắn gấp thành một sợi dây. Lúc này, Diệp Huyên đã đầu đầy mồ hôi. Kiếm Thanh Huyên đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Huyên. Hắn chém ra một kiếm. Vụt. Một tia kiếm khí vạn trượng xuất hiện, cách đó mấy chục nghìn dặm, khi kiếm khí chém qua, thời không linh độ như một tờ giấy mỏng, thoáng chốc nứt vỡ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, thầm thấy khiếp sợ. Uy lực của chiêu kiếm này thật sự rất mạnh,
vì lực lượng của thời không linh độ luôn vượt bậc hơn các thời không khác. Diệp Huyên nhìn xung quanh, hắn mở lòng bàn tay, bắt đầu gấp một lần nữa. Cứ thế khoảng một tháng sau, Diệp Huyên đã có thể gấp thời không mấy triệu dặm xung quanh. Hơn nữa còn là gấp trong nháy mắt. Đến lúc này, thực lực của hắn đã xem như đã chân chính ngang hàng với mấy người nhóm Đại Sơn rồi. Có điều, vẫn không bằng ma chủ và huyền hoàng nữ kia. Mà Diệp Huyên cũng thấy không thỏa mãn vì điều này. Hắn tiếp tục tu luyện thân thể. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trên đầu hắn có một đám mây màu máu xuất hiện. Mệnh kiếp. So với thiên kiếp, uy lực của mệnh kiếp này còn đáng sợ hơn, hiện tại hắn muốn cường hóa thân thể thì chỉ có thể dựa vào mệnh kiếp thôi. Đương nhiên cũng phải làm từ từ, chứ không phải liều mạng thử thách ngay lần đầu được. Oanh. Dưới sự ra hiệu của Diệp Huyên, một tia chớp màu máu đánh thẳng xuống, nhắm thẳng vào người Diệp Huyên. Ầm. Cả người Diệp Huyên không ngừng run rẩy, cảm thấy tê dại. Diệp Huyên bắt đầu điều động tâm pháp, điên cuồng hấp thu năng lượng sấm sét màu máu tinh thuần này. Thời gian dần trôi, quanh người Diệp Huyên bắt đầu xuất hiện một tầng sấm sét màu máu mỏng manh, mà thân thể vốn đã đạt đến giới hạn của hắn cũng bắt đầu từ từ biến chất. Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyên đều điên cuồng tu luyện. Bây giờ, trong lòng hắn đã không chứa đựng tạp niệm gì nữa. Trở nên mạnh mẽ. Vì tiết kiệm thời gian, hắn lựa chọn trở lại tiểu tháp tu luyện, đương nhiên mệnh kiếp cũng sẽ vào trong tiểu tháp. Thời gian dần trôi, uy lực thần lôi của mệnh kiếp cũng ngày càng mạnh, về sau, mỗi một tia huyết lôi đánh xuống đều sẽ khiến thế giới trong tiểu tháp sôi trào. Cũng may không gian này đã được Thanh Nhi váy trắng củng cố, nếu không, tiểu tháp hoàn toàn không thể chịu đựng được uy lực của mệnh lôi. Tu luyện không để ý thời gian, chẳng mấy chốc đã 100 năm trôi qua. Trải qua trăm năm rèn luyện, cuối cùng thân thể của Diệp Huyên cũng hoàn toàn quen với mệnh kiếp, bây giờ, mệnh kiếp kia đánh vào người hắn cũng giống như gãi ngứa. Mà lúc này, thân thể hắn đã đạt tới một độ cao hoàn toàn mới. Hôm nay, Diệp Huyên tìm đến Đại Sơn. Luận bàn. Hai người tiến vào trong hư không. Đại Sơn nhìn Diệp Huyên, hé miệng cười, Diệp thiếu, cẩn thận. Dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Ầm. Hư không vô tận bắt đầu sôi trào. Uy lực của cú đấm vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên cười to, hắn cũng biến mất khỏi vị trí ban đầu, sau đó đánh ra một quyền. Ầm. Nắm đấm của hai người vừa mới chạm vào nhau, một cơn sóng xung kích kinh khủng thoáng chốc bộc phát, sóng xung kích thoáng chốc đã tràn ra hàng triệu dặm, thời không nơi nó đi qua đều vỡ tan. Mà sau cú đấm này, hai người đã mở ra vô giới. Trong vô giới, hai người ngươi tới ta đi, mỗi cú đấm đều đánh thật. Đối mặt với Đại Sơn, Diệp Huyên không chỉ không rơi vào thế yếu, mà còn có dấu hiệu áp đảo. Cứ thế, hai người đại chiến khoảng mấy canh giờ nhưng cũng không thể phân biệt thắng thua, cuối cùng chỉ đánh thôi. Hai người trở về trong tiểu tháp, Đại Sơn nhìn Diệp Huyên trước mặt với nét mặt phức tạp, Diệp thiếu, thân thể của cậu đã mạnh hơn ta rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, Đại Sơn, ông có muốn để thân thể của mình trở nên mạnh hơn một bậc không? Đại Sơn chớp mắt, có thể sao? Diệp Huyên búng tay một cái, mệnh kiếp xuất hiện trên đầu Đại Sơn. Diệp Huyên nói, ta sẽ bảo nó hợp tác với ông. Nghe vậy, Đại Sơn vô cùng kích động, lập tức cúi thấp người, cảm ơn Diệp thiếu. Diệp Huyên cười nói, cảm ơn gì chứ? Đều là người cùng một thuyền. Nói xong, hắn lập tức rời khỏi tiểu tháp. Diệp Huyên lại đi tới thời không linh độ một lần nữa, mà lúc này, đã 10 năm trôi qua. Hắn đang định gấp thời không linh độ thì chợt phát hiện ra điều gì đó, lập tức sửng sốt. Một khắc sau, hắn mở lòng bàn tay, vô số kiếm ý nhân gian bay ra từ trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt. Vì hắn phát hiện, cuối cùng kiếm ý nhân gian của hắn lại trở nên mạnh hơn rồi. Hơn nữa còn mạnh hơn không ít. Diệp Huyên quay đầu nhìn vũ trụ bên dưới, hắn biết chắc chắn Nguyệt Hoàng và Tín Công Chúa đã thu phục được nhiều vũ trụ hơn. Hơn nữa, tín ngưỡng chi lực của hắn cũng ngày càng tinh thuần. Mạnh. Diệp Huyên hơi nhếch môi, hắn mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, thời không linh độ trong phạm vi mấy triệu dặm lập tức bị gấp thành một sợi dây. Nhìn thấy cảnh trước mắt,
Diệp Huyên càng cười tươi hơn. Hắn cũng muốn khen mình một câu lợi hại. Một lát sau, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó, hắn đột nhiên tung người nhảy lên, đi tới chân trời, tiếp theo, trước mặt hắn xuất hiện một thềm đá màu xanh. Phía cuối thềm đá là một cánh cửa. Bậc thang vượt sinh tử. Diệp Huyên nhìn thềm đá dưới chân, đang muốn bước ra bước đầu tiên thì một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước cửa. Diệp Huyên cười nói với hư ảnh, tiền bối, ta đến rồi. Hư ảnh đáp, hoan nghênh. Diệp Huyên bước xuống một bước, bậc thang này là tử. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên bước xuống, cảnh tượng trước mặt hắn chợt thay đổi. Lúc này, hắn đứng trong một vùng tinh không vô tận, trong tinh không này có vô số ngôi sao đang thiêu đốt đập vào mặt hắn. Diệp Huyên hít mắt, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, sau đó, hắn vung tay áo, kiếm quang lóe lên, nơi kiếm quang đi qua có vô số ngôi sao đang bùng cháy bị dập tắt. Một kiếm quét sạch mọi thứ. Một lát sau, Diệp Huyên lại tiến lên một bước. Sau một bước này, có tia sáng trắng đột nhiên bay thẳng vào người hắn. Lúc này, khí thế của Diệp Huyên chợt tăng vọt. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, hiện tại, hắn cảm thấy cả người mình tràn đầy lực lượng đáng sợ. Diệp Huyên thầm nói, tiểu bút, đây là cái gì vậy? Tiểu bút đáp, đạo khí, quà tặng của chủ nhân. Đạo khí. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao chủ nhân của huynh phải làm trò này ở đây? Tiểu bút nói, không biết. Diệp Huyên cạn lời. Hắn cũng không nói tiếp nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Bước này là tử. Sau một bước, cảnh tượng trước mặt hắn lại thay đổi, sau đó, hắn đứng trên một cánh đồng hoang vu, cuối tầm mắt hắn có một hư ảnh đột nhiên biến thành tàn ảnh lao về phía hắn. Động tác của hư ảnh khiến thời không xung quanh bốc cháy. Diệp Huyên híp mắt, không dám coi thường, hắn mở lòng bàn tay, sau đó nắm lại, một khắc sau, hắn chém ra một kiếm. Oanh! Chiêu kiếm này mang theo lực lượng kinh khủng bộc phát trước mặt Diệp Huyên. Sau một âm thanh động trời, Diệp Huyên liên tục lùi lại mấy trăm trượng, hư ảnh trước mặt hắn cũng đã bị chiêu kiếm này chém tan. Xung quanh lại trở nên hư ảo, Diệp Huyên quay lại trên bậc thềm. Diệp Huyên vội vàng tiến lên một bước, sau bước này, lại có một tia sáng trắng bay vào trong cơ thể hắn. Khí thế của Diệp Huyên lại dâng trào một lần nữa. Cảm giác này thật sự rất dễ chịu, chẳng khác nào gian lận. Một lúc sau, Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn siết chặt tay phải, một lực lượng đáng sợ hội tụ vào bên trong. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh kia, tiền bối giúp chủ nhân bút đại đạo trấn thủ nơi này sao? Hư ảnh gật đầu, Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, ông đang trông chừng cái gì vậy? Hư ảnh đáp, đề phòng có người gian lận, giống như Diệp công tử đây. Diệp Huyên đen mặt, ông thấy ta giống người sẽ gian lận à? Hư ảnh gật đầu, giống. Hư ảnh lạnh lùng nói, ông muốn trông chừng bao lâu? Hư ảnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên chớp mắt, ông đừng trông nữa, đi theo ta đi. Hư ảnh im lặng nhìn Diệp Huyên. Thấy đối phương không nói gì, Diệp Huyên chợt cảm thấy có triển vọng, vội nói tiếp, đi theo ta, chúng ta có thể rời khỏi đây. Ông! Hư ảnh ngắt lời hắn, Diệp công tử, chủ nhân đã căn dặn. Gặp phải người muốn gian lận thì có thể tăng độ khó khiêu chiến, nên là thật ngại quá. Dứt lời, tay phải của ông ta đột nhiên nhẹ nhàng đè xuống, ngay sau đó, một lực lượng đáng sợ lan tràn trên bậc đá, kéo về phía Diệp Huyên. Nét mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ. Thấy khí thế kia kéo đến, Diệp Huyên cười khẽ, hắn vung tay áo, kiếm Thanh Huyên biến thành một tia kiếm quang bay thẳng ra. Chiêu kiếm xuất hiện. Vô số kiếm ý nhân gian tràn ngập trong thiên địa. Khí thế mạnh mẽ kia lập tức bị chiêu kiếm của Diệp Huyên ngăn cản. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyên, ông ta đột nhiên chắp ngón tay. Oanh! Một tia sáng đen đột nhiên kéo xuống, trong nháy mắt, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên đã bị nuốt chửng. Diệp Huyên híp mắt, hắn lật tay phải, thời không linh độ vô tận xung quanh lập tức bị gấp lại, sau đó, hắn chém một phát về phía trước. Tia sáng đen kia thoáng chốc vỡ nát, kiếm quang tiến quân thần tốc, chém thẳng về phía hư ảnh kia. Cuối bậc đá,
hư ảnh nhẹ nhàng nắm tay phải. Oanh! Một lá chắn màu đen xuất hiện trước mặt ông ta. Ầm! Lá chắn này chắn lại chiêu kiếm mạnh mẽ của Diệp Huyên. Nhìn thấy thế, Diệp Huyên híp mắt, tỏ vẻ rất khiếp sợ, không ngờ đối phương lại có thể ngăn cản chiết điệp nhất kiếm của hắn. Hư ảnh đột nhiên nhẹ giọng nói, Diệp công tử, thực lực của cậu nâng cao không ít nhỉ. Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Hư ảnh lắc đầu, với thực lực của cậu bây giờ vẫn chẳng là gì khi đến linh độ giới, ta đề nghị cậu tu luyện thêm một khoảng thời gian, sau đó hẳn đi. Diệp Huyên im lặng. Hư ảnh nói tiếp, ta có thể cho cậu biết, Phổ Biên chủ đi lên lúc trước bây giờ vẫn đang ở linh độ giới. Diệp Huyên nhìn về phía hư ảnh. Hư ảnh bình tĩnh nói, thực lực của ông ta mạnh hơn cậu lúc này không ít. Nhưng dù là ông ta cũng không thể làm gì Thái Sơ thần tộc, bây giờ cậu lên đó, trừ bị đánh vẫn chỉ là bị đánh thôi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta có thể đi lên xem thử không, nếu thật sự không đánh lại, ta sẽ quay lại. Hư ảnh im lặng. Diệp Huyên nhìn ông ta, châm trước một chút thôi mà. Hư ảnh gật đầu, được. Diệp Huyên sửng sốt. Người này thật sự chịu châm trước. Hư ảnh nói, ta nể mặt Diệp Thiếu, sau này nếu ta cần Diệp Thiếu giúp, mong Diệp Thiếu sẽ niềm tình. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên rồi. Hư ảnh nói, lên đi. Diệp Huyên gật đầu, lập tức đi về phía cuối thềm đá, lần này, tử lộ đã đóng lại, hắn chỉ đang đi trên sinh lộ. Vì thế, trên đường đi, có vô số đạo khí tràn vào người hắn, khí thế của hắn cũng tăng lên như tên lửa. Thật khó tin. Chẳng mấy chốc, khi Diệp Huyên đi tới trước mặt hư ảnh, khí thế của hắn đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Hư ảnh nói, Diệp Thiếu, nếu gặp phải kẻ không thể chống lại thì có thể gọi ta tên là Đạo Ảnh, nghe thấy tiếng kêu của cậu, ta sẽ giúp cậu mở cửa đi xuống hạ giới. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn. Hư ảnh cũng gật đầu, Diệp Thiếu, xin mời. Diệp Huyên gật đầu, sau đó tiến vào trong cánh cửa kia. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Đạo Ảnh nhẹ giọng nói, hy vọng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Sau khi tiến vào cánh cửa ánh sáng kia, Diệp Huyên cảm thấy mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Không biết đã bao lâu trôi qua, hắn xuất hiện trong một vùng hư không. Cuối tầm mắt của hắn có một gốc cây vàng cao tận mấy triệu trượng, nó đứng sừng sững trong tinh không, hoàn toàn che khuất bầu trời, nhánh và lá cây cùng với thân cây đều là màu vàng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiểu bút, đây chính là Thái Sơ thần thụ trong truyền thuyết đó ư. Tiểu bút cất lời, phải, ở dưới gốc cây này có thể được Thái Sơ ban phúc, có số mệnh con người sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất. Vì có người từ khi vừa sinh ra vốn có thể chất bình thường, nhưng sau khi được ban phúc, thể chất có thể lập tức thay đổi thành thần thể tuyệt thế. Cũng có người mở ra được các kỹ năng đặc biệt bí ẩn, một vài kỹ năng đặc biệt không thể nào hiểu nổi. Nói một cách đơn giản là giống như bật hách vậy. Diệp Huyên nhíu mày, nghịch thiên đến thế sao? Tiểu bút nói, vô cùng nghịch thiên, người của Thái Sơ thần tộc này đều vô cùng kỳ lạ, nếu cậu gặp phải thì nhất định phải cẩn thận, vì không dám chắc bọn họ có năng lực nghịch thiên gì hay không. Diệp Huyên gật đầu, vậy tiểu bút, huynh cảm thấy ta bật hách một chút có quá đáng không? Tiểu bút im lặng một lát rồi nói, cũng không quá đáng cho lắm. Diệp Huyên cười to, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, cũng không biết bây giờ tên vô biên kia thế nào rồi. Lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, sau đó, một người đàn ông xuất hiện. Tiểu bút cất lời, người của Thái Sơ tộc, cẩn thận. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trước mặt, người này mặc bạch bào mạ vàng, hai tay chắp sau lưng, tuổi không lớn lắm, chỉ khoảng 20 mấy. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên. Trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt, sao ngươi đến lần này lại yếu thế? Nét mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh. Người đàn ông chợt nói, đến đây đánh ta đi. Diệp Huyên không nhiều lời lấy một câu, hắn lật tay lại, gấp thời không, sau đó, kiếm ý nhân gian trong cơ thể hắn không ngừng dâng trào. Chẳng những thế, hắn còn sử dụng cả huyết mạch chi lực của bản thân. Dốc hết sức lực. Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này khiến sắc mặt người đàn ông thay đổi, hắn ta chắp ngón tay giơ lên giữa chân mày, sau đó rạch nhẹ một cái, mắt luân hồi, mở. Ầm. Một ánh sáng đỏ như máu đột nhiên xuất hiện từ giữa chân mày hắn ta. Chống lại chiêu kiếm của Diệp Huyên.
Ầm. Hai lực lượng vừa tiếp xúc đã như thiên lôi gặp địa hỏa, một lực lượng đáng sợ dâng trào trước mặt hai người. Ầm. Trong nháy mắt, hai người đồng thời lùi lại. Sau khi lùi khoảng mấy chục nghìn trượng, hai bên mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn người đàn ông phía xa, nét mặt trở nên nặng nề, người này thật sự rất mạnh, không ngờ lực lượng kia lại có thể ngăn chặn chiêu kiếm bằng toàn lực của hắn. Người đàn ông ở phía xa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cười khẽ cũng có bản lĩnh đấy. Bây giờ đến lượt ta. Dứt lời, hắn ta đột nhiên chắp ngón tay chỉ về phía Diệp Huyên. Giữa chân mày hắn ta có một tia huyết quang xuất hiện, trong huyết quang có vô số ác hồn oán quỷ gào thét, tràn đầy lệ khí và sát ý vô cùng vô tận. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn, hắn từ bỏ việc chống cự, mặc cho huyết quang kia đánh lên người mình, nhưng hắn lại kích hoạt huyết mạch phong ma. Ầm. Khi huyết quang đánh lên người Diệp Huyên, hắn bắt đầu hấp thu tất cả huyết khí, lệ khí và sát ý bên trong huyết quang kia. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông Thái Sơ phía xa sửng sốt. Diệp Huyên khép hờ mắt, cả người không ngừng run rẩy, lúc này, huyết mạch phong ma cũng hắn đang không ngừng di chuyển. Đang hấp thu. Một lát sau, Diệp Huyên chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hắn là một màu đỏ tươi, tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Người đàn ông Thái Sơ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có thể hấp thu luân hồi quang của ta. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một tia kiếm quang lóe lên. Người đàn ông Thái Sơ híp mắt, hắn ta đột nhiên biến thành một tia kim quang biến mất. Ầm. Kiếm quang và kim quang lóe lên, sóng xung kích dữ dội khiến hai người liên tục lùi lại. Có một điều đáng nói là thời không nơi này vô cùng kiên cố. Lực lượng của hai người hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì với thời không xung quanh. Sau khi hai người dừng lại, Diệp Huyên mở tay phải ra, sau đó gấp lại một lần nữa, trong lúc hắn không ngừng gấp thời không, những lực lượng đáng sợ không ngừng tập trung trong tay hắn. Người đàn ông Thái Sơ ở phía xa nhìn thấy cảnh này, trong mắt hắn ta lộ vẻ nặng nề. Hắn ta không nghĩ nhiều, đột nhiên xông về phía trước, động tác này khiến vô số kim quang lóe lên. Lúc này, trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, hắn tiến lên một bước, hai tay cầm kiếm Thanh Huyên chém về phía trước. Xoẹt. Kiếm quang bộc phát từ trước mặt Diệp Huyên. Ầm. Người đàn ông Thái Sơ kia bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém lùi xa mấy vạn trượng, lúc dừng lại, Diệp Huyên xông đến trước mặt hắn ta, sau đó lại chém xuống một kiếm nữa. Oanh. Kiếm quang chém xuống, người đàn ông Thái Sơ kia tiếp tục lùi lại, trong quá trình đó hắn ta đột nhiên mở ra con mắt thứ ba của mình. Ầm. Một tia huyết quang lại lao nhanh về phía Diệp Huyên, mà lần này Diệp Huyên không ra tay, mặc cho huyết quang đánh vào người. Oanh. Huyết mạch phong ma được khởi động, hấp thụ hoàn toàn huyết quang kia. Thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông Thái Sơ kia trở nên vô cùng khó coi. Sát chiêu mạnh nhất của hắn ta hoàn toàn vô dụng với người trước mặt. Sau khi hấp thụ hết huyết quang kia, khí thế Diệp Huyên lại tăng lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó xách kiếm xông về phía người đàn ông Thái Sơ kia. Thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông thoáng chốc thay đổi, hắn ta không chạy trốn, mà lại xông thẳng về phía Diệp Huyên. Lúc này, sau khi kích hoạt huyết mạch phong ma, thực lực của Diệp Huyên đã đạt tới một mức độ vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn ngày càng mạnh hơn. Ầm. Một tia kiếm quang lóe lên. Người đàn ông Thái Sơ kia bị Diệp Huyên chém bay một lần nữa, trong lúc bay ra ngoài, Diệp Huyên lại xách kiếm lao đến chỗ hắn ta. Trong mắt người đàn ông lộ vẻ dữ tợn, hai tay hắn ta nâng lên, trong nháy mắt, xung quanh hắn đột nhiên có vô số kim quang bộc phát, sau đó, vô số kim quang kia hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Huyên đang xông tới. Xung quanh thoáng yên tĩnh. Oanh! Một tiếng nổ đột nhiên xuất hiện, vùng kim quang kia đột nhiên nổ tung, sau đó, một tia kiếm quang chợt chém lên cơ thể người đàn ông. Ầm. Người đàn ông bay ra xa mấy vạn trượng, cơ thể hắn ta nứt ra, vô số máu vàng chậm rãi chảy xuống. Thấy thế, sắc mặt người đàn ông thoáng chốc trở nên vô cùng dữ tợn, hắn ta không ngờ mình lại bị một người ở hạ giới đả thương. Hơn nữa còn bị thương nặng đến vậy. Đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Người đàn ông điên cuồng gào thét, lửa giận dâng trào, sau đó hắn không thèm quan tâm đến vết thương trên người, xông về phía Diệp Huyên một lần nữa,
vô số kim quang xuất hiện một lần nữa. Nhưng một tia kiếm quang lại chém bay người đàn ông, lần này, vừa mới dừng lại, thân thể của hắn ta đã nứt ra, chỉ còn lại linh hồn màu vàng. Lúc này, Diệp Huyên thừa thắng xông lên, muốn giết chết người đàn ông này. Thấy Diệp Huyên xông tới, con ngươi người đàn ông co lại, hắn ta hét to cứu ta. Rắc, ngay sau đó, thời không trước mặt hắn ta nứt ra, một ngón tay thò ra ngoài, chỉ lên thân kiếm của Diệp Huyên. Oanh, Diệp Huyên thoáng chốc lùi lại mấy trăm nghìn trượng, vừa dừng lại, cơ thể hắn đã nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía ngón tay khổng lồ phía xa, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Quá đáng sợ. Mà đúng lúc này, ngón tay khổng lồ kia lại xuất hiện lần nữa, trực tiếp chỉ vào hắn. Trong mắt Diệp Huyên hiện lên tà khí, hắn xòe tay phải, kiếm thanh huyên rung lên dữ dội, giây tiếp theo, vô vàn huyết mạch chi lực truyền vào kiếm thanh huyên, ngay lập tức kiếm thanh huyên biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước chém ra một kiếm. Phụt! Vùng kiếm quang màu đỏ máu bắn ra từ trước mặt Diệp Huyên. Đoàng! Thời không trước mặt rung chuyển kịch liệt, sau đó một làn sóng xung kích màu đỏ đáng sợ bộc phát ra. Ầm! Diệp Huyên lại bị đẩy lùi cả mười mấy vạn trượng. Nhưng hắn vừa dừng lại thì thời không trên đỉnh đầu đột nhiên tách ra, một bàn tay khổng lồ vạn trượng đè xuống. Diệp Huyên hơi nheo mắt, đang định ra tay lần nữa thì lúc này một tàn ảnh hóa thành u quang rồi đánh về phía bàn tay khổng lồ. Bùm! Bàn tay khổng lồ vỡ tan. Sau đó Diệp Huyên ở bên dưới bị tàn ảnh đó cuốn đi. Lúc này, một ông lão thái sơ xuất hiện, ông ta nhìn phía cuối trời xa xa, lông mày hơi cau lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên kia, sau khi Diệp Huyên dừng lại thì nhìn về phía trước mặt mình cách đó không xa, hư ảnh kia đang đứng ở đó. Diệp Huyên lắc đầu, vô biên, hiện thân đi. Mẹ kiếp! Hư ảnh đột nhiên nói, sao ngươi nhận ra là ta vậy? Dứt lời, hư ảnh dần trở nên rõ rệt, chính là vô biên chủ. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, ở đây ta không có người quen, ngoại trừ ông, còn ai vô duyên vô cớ cứu ta nữa. Vô biên chủ cười ha hả rồi nói, Diệp thiếu, không ngờ ngươi lại tới đây nhanh như vậy, thật sự khiến ta bất ngờ đấy. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, ông vẫn chưa tới thế giới hư chân à? Vô biên chủ cười, không vội, ở đây vui hơn, chơi ở đây trước đã. Diệp Huyên lắc đầu, tin ông có mà bán nhà. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trị thương. Vô biên nhìn thái sơ thần thụ phía cuối tầm mắt, khẽ nói cây này thật sự không đơn giản. Diệp Huyên nói, vô biên, người vừa ra tay là ai? Vô biên cười đáp, một tên vô danh tiểu tốt thôi. Diệp Huyên khẽ cau mày, vô biên lại nói tiếp, người muốn gặp cường giả thực thụ của thái sơ thần tộc thì phải tới gần thái sơ thần thụ kia. Người càng tới gần thái sơ thần thụ thì sẽ càng gặp được cường giả mạnh hơn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thái sơ thần thụ đó, tò mò hỏi, cây đó ngoài có thể ban phúc thì còn làm gì được nữa? Vô biên cười bảo, còn có thể trường sinh. Diệp Huyên sững người. Vô biên cười to, ngạc nhiên chưa? Ta nói cho ngươi nghe, thái sơ thần thụ này không đơn giản đâu, nó nối liền với thế giới hư chân đấy. Diệp Huyên trầm giọng bảo, nối liền với thế giới hư chân. Vô biên gật đầu, chỉ có thông qua cây này mới có thể tới được thế giới hư chân. Diệp Huyên hỏi, không thể phá vỡ vũ trụ này và vách ngăn vũ trụ của vũ trụ hư chân à? Vô biên cười, phá vỡ vách ngăn vũ trụ khó gấp trăm lần đánh bại thái sơ thần tộc đấy. Nói xong ông ta nhìn Diệp Huyên, người có thể bảo mỗi người thử. Diệp Huyên cười, vô biên, ông không thể phá vỡ được à? Vô biên lắc đầu, không thể. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết vô biên chủ vốn vô địch e là không thể vô địch ở đây được nữa. Vô biên bỗng hỏi, Diệp thiếu, sao ngươi lại lên đây? Không phải lại bật hack đấy chứ? Mặt Diệp Huyên đen xì, ta lên đây bình thường, không dùng quan hệ. Vô biên bĩu môi, ngươi thôi đi. Với thực lực của ngươi bây giờ không thể vượt qua bậc thang sinh tử được. Diệp Huyên cạn lời. Vô biên nói tiếp, với thực lực của ngươi hiện giờ không thể sống sót ở đây được, nếu ngươi muốn dựa vào thực lực của mình thì ta khuyên ngươi bây giờ hãy đi đi. Diệp Huyên gật đầu, được.
Vô Biên cười to, ta đi đánh nhau đây. Nói xong ông ta định rời đi, lúc này Diệp Huyên bất chợt hỏi, Vô Biên, ông gặp muội muội ta chưa? Là người mặc váy đen ấy. Vô Biên gật đầu, gặp rồi. Diệp Huyên vội hỏi, muội ấy ở đâu? Vô Biên đáp, lúc trước vẫn còn đánh nhau với người bảo vệ của Thái Sơ thần tộc, sau đó thì không biết đi đâu rồi. Người bảo vệ. Diệp Huyên hơi hít mắt, người bảo vệ này mạnh nhường nào? Vô Biên nghiêm mặt nói, không mạnh, gã thích cầm một thanh trường mâu màu vàng, nếu ngươi gặp thì nhất định phải đánh chết gã. Diệp Huyên nhìn Vô Biên không nói gì. Vô Biên cười lớn, Diệp Thiếu, ta đi đánh nhau đây. Nói xong ông ta biến mất. Ngay sau đó, phía Thái Sơ thần thụ phát ra những âm thanh cực lớn. Diệp Huyên lắc đầu, tiếp tục trị thương. Sau hơn một canh giờ, thương thế của hắn đã gần như hồi phục. Sau khi khôi phục lại, hắn cũng không đi về phía trung tâm Thái Sơ thần thụ mà đi ra vùng ngoài. Sau khi tới một nơi được xác nhận là an toàn, Diệp Huyên xòe tay ra bắt đầu thử gấp thời không ở đây. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của hắn cứng đờ. Hắn không thể gấp được thời không ở đây. Đến thời không cũng chẳng thể bóp méo chứ nói gì là gấp. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn đã đánh giá quá thấp độ mạnh của thời không nơi đây. Tiểu Bút lên tiếng, với thực lực hiện giờ của cậu mà muốn gấp thời không nơi đây gần như là không thể, nơi đây có thể nói là thời không mạnh nhất chỉ dưới thế giới hư chân. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, huynh có cách gì không? Tiểu Bút nói, có đấy. Diệp Huyên vội bảo, nói đi. Tiểu Bút trầm mặc một lát rồi mới nói, nâng cao thực lực của cậu trước đi đã, ta đưa cậu tới một nơi, đi về bên phải đi. Diệp Huyên quay người hóa thành một tia kiếm quang rồi biến mất ở phương xa. Trên đường đi, hắn hơi kích động, Tiểu Bút, chúng ta đi đâu vậy? Tiểu Bút đáp, tới một nơi đặc biệt, người ngoài không hề biết, dù là Thái Sơ thần tộc cũng không biết. Diệp Huyên nói, ta biết, có liên quan đến chủ nhân của huynh phải không? Tiểu Bút đáp, đúng. Diệp Huyên gật đầu, chủ nhân huynh rất biết chơi. Tiểu Bút. Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Bút, Diệp Huyên tới trước một cái hồ, ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ và trên đảo là một ngôi nhà bằng tre. Diệp Huyên vừa mới tới, giây tiếp theo nét mặt đã thay đổi liên tục, hắn lùi lại, vừa mới lui ra ngoài, không gian nơi hắn vừa đứng đã bốc cháy thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Hắn đã tự mình trải nghiệm độ đáng sợ của thời không nơi này. Tiểu Bút lên tiếng, lấy đạo ấn của cậu ra đi. Diệp Huyên gật đầu rồi tế đạo ấn ra. Tiểu Bút bảo, bây giờ có thể đi qua được rồi. Diệp Huyên gật đầu rồi đi qua, lần này lực lượng bí ẩn đó không còn xuất hiện nữa. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đến ngôi nhà tre. Tiểu Bút nói, đây là nhà đại đạo, năm xưa chủ nhân từng sống ở đây, bên trong có thứ có thể giúp được cậu. Diệp Huyên khẽ nói, ông ta cố ý để lại cho ta à? Tiểu Bút không trả lời. Diệp Huyên đẩy cửa trúc đi vào, bên trong phòng rất trống trải, chỉ có một chiếc bàn, trên bàn đặt một quyển vở và một cái hộp. Diệp Huyên cầm quyển vở lên nhìn, chỉ thấy một hàng chữ Thái Sơ thần tộc, giết. Không giết. Thấy thế, Diệp Huyên nhíu mày, Tiểu Bút, khi xưa chủ nhân của huynh có ý đồ giết Thái Sơ thần tộc à? Tiểu Bút đáp, đúng. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Tiểu Bút giải đáp, năm xưa Thái Sơ thần tộc không như bây giờ, chỉ sống ở linh độ giới, khi đó một số người trong tộc không chịu nổi cô đơn, đôi khi sẽ chạy xuống hạ giới quậy phá, mà với thực lực của họ thì mức độ phá hoại mà họ gây ra cho hạ giới là điều có thể tưởng tượng được. Đương nhiên đây vẫn chưa phải nguyên nhân chính là chủ nhân nói chuyện với chúng mà chúng lại cho rằng chủ nhân không có tư cách nói chuyện với mình, vì thế bọn chúng đã bị đánh một trận tơi bời. Hơn nữa hồi đó chủ nhân còn suýt thì phá hủy Thái Sơ thần thụ, nhưng vì nhiều lý do nên chủ nhân đã không làm vậy, có điều chủ nhân vẫn nhổ một thụ tâm của Thái Sơ thần tộc, sau đó thì có ta. Diệp Huyên nói như vậy nghĩa là huynh có thể coi là có từ Thái Sơ thần thụ. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyên bảo, huynh có thể dụ Thái Sơ thần thụ đầu hàng được không? Hoặc là chỉ đạo nó ấy. Tiểu Bút im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại. Ta nhổ một cọng lông của cậu, có thể chỉ đạo được cậu không? Diệp Huyên câm nín.
Tiểu Bút nói tiếp, thụ tâm của Thái Sơ thần thụ rất lớn, hơn nữa sau này ta đã được cải tạo, nói một cách chính xác thì cũng không có quan hệ gì với Thái Sơ thần thụ lắm. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong hắn nhìn chiếc hộp trước mặt, không chút do dự trực tiếp mở ra. Trong hộp là một ngọn lửa nhỏ màu tím đen. Diệp Huyên hơi tò mò, đang định sờ thì Tiểu Bút đã nói, nếu cậu không muốn trọng thương thì đừng có sờ. Diệp Huyên nhíu mày, đây là gì? Tiểu Bút trầm giọng, vừa nãy thứ đốt không gian linh độ thành hư vô chính là sức mạnh của nó. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm nghị. Tiểu Bút lại nói, đây là lửa đại đạo, không phải lửa của thế giới này. Diệp Huyên hơi nheo mắt, đến từ thế giới hư chân à? Tiểu Bút đáp, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ý huynh là muốn ta phóng hỏa đốt Thái Sơ thần thụ kia? Tiểu Bút im lặng một hồi rồi nói, hoặc là cậu có thể dùng nó để nâng cao thực lực. Diệp Huyên hơi nhíu mày, dùng nó để rèn luyện thân thể. Tiểu Bút nói, đúng thế. Diệp Huyên bỗng im lặng. Thứ này còn đáng sợ hơn mệnh kiếp, tuy hiện giờ thân thể của hắn mạnh nhưng chắc chắn không thể chịu nổi. Vừa chạm vào, e là đã hóa thành hư vô. Tiểu Bút nói tiếp, cậu có thể hàng phục nó, sau đó để nó cho cậu sử dụng, như vậy là cậu có thể kiểm soát sức mạnh của nó rồi. Diệp Huyên nhìn lửa đại đạo, phải làm thế nào để kiểm soát nó? Tiểu Bút nói, năm xưa nó bị chủ nhân bỏ quên ở đây, muốn rời khỏi đây chỉ có thể thông qua cậu, nó không thể phá được cấm chế mà chủ nhân để lại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn nhìn lửa đại đạo, nói chuyện nhé. Nói chuyện, lửa đại đạo khẽ rung, một giây sau thì hóa thành một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cô gái mặc bộ váy dài màu đỏ rực, mái tóc cũng màu đỏ rực rỡ, trong mắt nàng ta là hai ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cực kỳ quyến rũ. Hỏa linh. Diệp Huyên nhìn cô gái hỏa diễm chăm chú, không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ cảnh giác, bởi hắn đã cảm nhận được sự đáng gờm của đối phương, nàng ta tuyệt đối là một người rất nguy hiểm. Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên một hồi rồi cười bảo, người thiên mệnh. Diệp Huyên gật đầu, hợp tác đi. Cô gái hỏa diễm chỉ cười không nói. Diệp Huyên bình tĩnh ra lệnh, gật đầu hoặc lắc đầu. Bây giờ hắn càng lúc càng không muốn nói lời thừa thãi với những đại lão thế này. Đặc biệt là những người muốn có lợi ích nhưng lại không muốn đóng góp. Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên một hồi rồi hỏi, hợp tác thế nào? Diệp Huyên trả lời, ta đưa cô ra ngoài. Nàng ta hỏi, rồi sao? Diệp Huyên đáp, đi theo ta 100 năm. Cô gái hỏa diễm gật đầu, được. Diệp Huyên ngẩn ra. Cô gái hỏa diễm lại nói tiếp, thêm một điều kiện nữa, ta có thể đánh nhau giúp ngươi, nhưng nếu gặp phải người không thể đánh lại, ta có thể lựa chọn rời đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ giây lát, được. Cô gái hỏa diễm cười, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyên, hợp tác vui vẻ. Cô gái hỏa diễm nhảy xuống, vậy bây giờ chúng ta đi luôn à? Diệp Huyên nhìn nàng ta nói, vẫn còn một điều kiện nhỏ nữa, cô không được hành động thiếu suy nghĩ khi ở ngoài. Trực giác nói cho hắn biết đây không phải người dễ đối phó, phải ràng buộc kiềm chế nàng ta. Cô gái hỏa diễm gật đầu, được. Diệp Huyên nói trong lòng, Tiểu Bút, nếu nàng ta ra ngoài làm loạn thì có cách nào kiềm chế nàng ta không? Tiểu Bút đáp, không. Diệp Huyên nói với cô gái hỏa diễm, đi thôi. Nói xong hắn dẫn cô gái hỏa diễm rời khỏi hòn đảo nhỏ. Vừa ra khỏi đảo, hai mắt cô gái hỏa diễm đã đột nhiên khép lại, quanh người nàng ta có một ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Thấy thế, mí mắt Diệp Huyên giật giật, cô nương này chuẩn bị nổi điên à. Hắn vội vàng tránh đi thật xa. Một lúc sau, cô gái hỏa diễm rời mắt nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên bình tĩnh cất lời, nếu cô muốn hủy ước hẹn thì có thể đi, ta không ngăn cản cô, ta tôn trọng tự do. Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên một lúc rồi trả lời, ta không hủy ước hẹn, ta rất giữ lời hứa. Diệp Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu bảo, được. Cô gái hỏa diễm quan sát đánh giá Diệp Huyên, người muốn ta giúp người cái gì? Diệp Huyên trả lời, rèn luyện thân thể. Cô gái hỏa diễm đi tới trước mặt Diệp Huyên. Bóp nhẹ cánh tay hắn rồi lắc đầu, quá yếu, ngươi không chịu nổi sức mạnh của ta đâu.
Diệp Huyên bảo, cô có thể kiểm soát sức mạnh của cô không? Cô gái hỏa diễm lắc đầu, cho dù ta giảm sức mạnh thì cơ thể ngươi cũng vẫn không chịu nổi. Diệp Huyên nhíu mày, đáng sợ vậy sao? Cô gái hỏa diễm búng tay, một ngọn lửa xuất hiện, thời không xung quanh ngọn lửa từng chút trở nên hư ảo. Thấy thế, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm nghị. Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên, thân thể của ngươi so với thời không này thế nào? Diệp Huyên do dự một chút rồi hỏi, cô có đề nghị hay nào không? Nàng ta đáp, có. Chẳng hạn như ngươi dung hợp với ta, ký kết khế ước linh hồn, như vậy sức mạnh của ta sẽ không làm ngươi bị thương, hơn nữa ngươi còn có thể sử dụng được sức mạnh của ta. Diệp Huyên nói, khế ước linh hồn. Cô gái hỏa diễm gật đầu, đúng. Diệp Huyên bảo, giới thiệu một chút đi. Nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi bảo, nghĩa là ta trở thành ký chủ của ngươi. Diệp Huyên lưỡng lự một lúc rồi hỏi, có phải nói ngược rồi không? Cô gái hỏa diễm bình thản nói, ta mạnh hơn ngươi nên ta làm chủ. Diệp Huyên im lặng. Thế này là phải bán mình đây mà. Diệp Huyên lắc đầu, còn có cách nào khác không? Cô gái hỏa diễm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi biết có bao nhiêu người muốn ta trở thành ký chủ của họ không? Rất nhiều, ta bắt đầu cảm thấy ngươi hơi không thức thời rồi đấy. Diệp Huyên không nói nên lời. Cô gái hỏa diễm lại nói, nếu ta trở thành ký chủ của ngươi, ngươi sẽ có được sức mạnh cường đại của ta, rất lợi hại. Diệp Huyên hỏi, vì sao cô lại muốn trở thành ký chủ của ta? Cô gái hỏa diễm chớp mắt, ta thấy chúng ta cực kỳ có duyên, hơn nữa ngươi còn cứu ta nên ta muốn báo đáp ngươi. Diệp Huyên bình tĩnh tiếp lời, ta tin đấy. Cô gái hỏa diễm bĩu môi, tùy ngươi. Diệp Huyên bảo, cô đến từ thế giới hư chân à? Nàng ta gật đầu, đúng. Diệp Huyên hơi tò mò, có thể nói cho ta biết về thế giới hư chân không? Vẻ mặt cô gái hỏa diễm bỗng trở nên hơi nặng nề, sau đó nàng ta lắc đầu, không có gì để nói cả, sau này nếu ngươi có cơ hội tới đó thì sẽ biết thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cô gái hỏa diễm nhìn thái sơ thần thụ phía cuối tầm mắt, cây này mạnh hơn trước đây rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn thái sơ thần thụ, nó còn biết trở nên mạnh hơn à? Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên, xem ngươi nói kìa, người ta là thần thụ, có linh, chắc chắn biết tu luyện rồi. Diệp Huyên do dự, cô có thể đốt cháy nó không? Cô gái hỏa diễm bình tĩnh nói, có thể, với tiền đề là nó không phản kháng, đứng yên cho ta đốt. Diệp Huyên cạn lời. Cô gái hỏa diễm chợt hỏi, khi nào chúng ta đến thế giới hư chân? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, tạm thời không muốn tới lắm. Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên, ngươi lợi hại đấy. Diệp Huyên cười ha hả rồi hỏi, câu hỏi cuối cùng, cô có hận chủ nhân bút đại đạo không? Cô gái hỏa diễm lắc đầu, không hận, vì năm xưa ông ta là người cứu ta, hơn nữa ta cũng không đánh lại ông ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Sau đó hắn lấy tiểu tháp ra, vào tháp đi. Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên lần nữa rồi đi vào tiểu tháp, vừa vào trong nàng ta đã sững người, rất nhanh nàng ta liền chau mày, thời gian trong này. Lúc này Diệp Huyên xuất hiện trước mặt nàng ta. Cô gái hỏa diễm trầm giọng, có người lợi dụng thần thông vô thượng cải tạo tốc độ thời gian lưu thể ở đây. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái hỏa diễm nhìn hắn, ngươi làm à? Diệp Huyên vô thức muốn gật đầu, nhưng nghĩ tới gì đó hắn lại mau chóng lắc đầu, không phải. Cô gái hỏa diễm nói, không ngờ dưới hư chân, ngoài chủ nhân bút đại đạo còn có cường giả mạnh đến mức này, đúng là khiến ta mở mang tầm mắt. Diệp Huyên nhìn nàng ta rồi bảo, cô có thể tu luyện ở đây, có ích cho cô đấy. Cô gái hỏa diễm gật đầu, cảm ơn, đúng là nơi này giúp ích cho ta rất nhiều. Nói tới đây nàng ta dừng lại một chút mới nói, năm đó không chỉ có ta đi xuống từ thế giới hư chân mà còn có một thần khí nữa. Diệp Huyên vội hỏi, thần khí gì thế? Cô gái hỏa diễm đáp, giáp hoang thần, giáp này và ta năm đó được chủ nhân bút đại đạo đưa xuống, ta có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Diệp Huyên hỏi, cô có thể liên lạc được với nó không? Cô gái hỏa diễm lắc đầu, ta thử rồi nhưng nó không có phản ứng, cũng giống như ta. Có lẽ nó đã bị phong ấn rồi. Diệp Huyên hỏi, ở đâu?
Cô gái đáp, đi vạn dặm về phía nam. Diệp Huyên gật đầu, ra khỏi tiểu tháp, khoảng cách vạn dặm với hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà khi hắn chuẩn bị ngự kiếm rời đi thì một luồng khí thế kinh khủng bất chợt xuất hiện sau lưng hắn. Diệp Huyên cau mày, quay người nhìn lại, cách đó không xa có một người đàn ông thái sơ mặc giáp vàng đang đứng. Người đàn ông thái sơ này chính là người đã giao đấu với hắn lúc trước. Giờ phút này, cơ thể gã đã hồi phục. Diệp Huyên nhìn người đàn ông thái sơ, người muốn đấu đơn à? Gã nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đấu lại lần nữa. Diệp Huyên cười, đánh không lại thì lại gọi người phải không? Người đàn ông thái sơ nhún vai, người không phục thì cũng có thể gọi. Tiểu bút. Tiểu tháp khẽ thở dài, nhìn đi, đây là ép người tốt làm chuyện xấu đấy. Diệp Huyên nhìn người đàn ông thái sơ, nếu ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Dứt lời, hắn biến mất tại chỗ. Vụt. Một luồng kiếm quang vụt qua nơi đây. Xa xa, trong mắt người đàn ông thái sơ lướt qua vẻ hung ác, gã tiến lên trước tung ra một quyền, quyền mang màu vàng đáng sợ quét ra từ nắm đấm của gã. Ầm. Sức mạnh của hai người vừa tiếp xúc thì một đợt khí khủng khiếp tản ra xung quanh, mà luồng khí này vừa lan ra đã lập tức bộc phát thành mấy luồng khí nữa. Đùng đoàng. Ngay lập tức, những tiếng gầm nổ liên tục vang lên. Vô số kiếm quang và kim quang bùng phát. Mà sau khi Diệp Huyên kích hoạt huyết mạch chi lực thì lại càng áp chế người đàn ông thái sơ. Áp đảo hoàn toàn. Người đàn ông liên tục lùi lại, sau khi lùi lại cả vạn trượng. Gã đột nhiên bóp nát một lá bùa, sau đó trong người gã bộc phát ra một luồng kim quang đáng sợ. Ầm. Diệp Huyên vừa lao tới đã bị luồng kim quang này đẩy lùi cả mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, trên tay đã xuất hiện đường nứt mỏng manh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, lúc này trong lòng bàn tay gã ta đang không ngừng tuôn ra kim quang mạnh mẽ, độ mạnh của lực lượng ấy khiến cho thời không xung quanh gã đều phải rung lên. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, nhưng hắn lại đột nhiên biến mất. Vút. Một luồng kiếm quang bỗng chốc vụt qua. Xa xa, trong mắt người đàn ông thái sơ hiện lên vẻ dữ dằn, giây tiếp theo gã lao về phía trước, tung quyền về phía Diệp Huyên, trong nháy mắt, trước mặt gã xuất hiện một vòng xoáy màu vàng. Bùm. Từng luồng kiếm quang và kim quang bộc phát ra, hai người đồng thời lùi về sau liên tục. Nhưng ngay sau đó một luồng kiếm quang màu đỏ chợt phóng tới trước mặt người đàn ông thái sơ, con người gã ta co rụt lại, vội giơ hai tay lên chắn. Rầm. Luồng kiếm quang vỡ vụn, người đàn ông thái sơ bị hất văng ra ngoài. Diệp Huyên nhân cơ hội tấn công, hóa thành một luồng kiếm quang phóng tới, mà lúc này sắc mặt người đàn ông đại biến, gã vội gọi trưởng lão cứu ta. Vừa dứt lời, thời không trước mặt gã bỗng tách ra, sau đó một ngón tay thò ra. Bùm. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên bị hất văng. Sau khi dừng lại, nét mặt Diệp Huyên trở nên vô cùng dữ tợn, hắn nhìn người đàn ông thái sơ, người đàn ông lau vết máu bên khóe miệng rồi mỉa mai, ta cứ gọi người đấy. Ngươi không phục thì cũng gọi người đi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông thái sơ phía xa, hắn lau vết máu bên khóe miệng sau đó lại biến mất tại chỗ. Vụt. Kiếm quang màu đỏ chợt xẹt qua. Mà lúc này, thời không trước mặt người đàn ông thái sơ lại tách ra, tiếp đó lại có một ngón tay khổng lồ duỗi ra. Cũng lúc này, một ngọn lửa đột nhiên bay ra từ cơ thể Diệp Huyên, sau đó đánh thẳng vào ngón tay khổng lồ kia. Bùm! Ngón tay khổng lồ vỡ tan, bị thiêu cháy thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt người đàn ông thái sơ đại biến, gã vừa định rút lui thì lúc này một thanh kiếm đã đâm vào giữa hai hàng chân mày của gã. Phập! Người đàn ông bị thanh kiếm này ghim trên nền đất. Diệp Huyên giẫm lên ngực gã, gằn giọng, ngươi gọi đi. Sao không gọi nữa? Người đàn ông hung tợn nói, nếu ngươi dám giết ta thì thái sơ tộc ta sẽ đuổi tới tận chân trời góc bể để giết ngươi đấy. Diệp Huyên cười tâu toét, ta sợ quá. Nói rồi hắn đá vào đầu người đàn ông một cách thô bạo. Cộp! Đầu người đàn ông bay ra ngoài, hướng bay chính là hướng thái sơ thần thụ. Diệp Huyên thu kiếm, quay người rời đi. Mà lúc này, một luồng khí tức đáng sợ bỗng dâng lên từ thái sơ thần thụ. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, lúc này một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt hắn và cô gái hỏa diễm.
Ông lão áo đen nhìn thi thể người đàn ông Thái Sơ dưới đất rồi nhìn Diệp Huyên, người nghĩ nàng ta có thể bảo vệ được ngươi à? Diệp Huyên bình tĩnh nói, vậy ta đổi người khác cho ông nhé. Ông lão áo đen đang định nói thì lúc này một tiếng cười to bỗng vọng lại từ đằng xa, sau đó một người đàn ông xuất hiện. Người này chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn thi thể người đàn ông rồi hỏi, Diệp Thiếu, người giết chết hắn rồi à? Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ, sau đó nhìn ông lão áo đen, không phục thì ông tới đánh chúng ta đi này. Chúng ta? Nghe vậy, mặt Vô Biên Chủ sầm lại. Ông lão áo đen nhìn Vô Biên Chủ, châm chọc, thì ra chỗ dựa của hắn là ngươi. Vô Biên Chủ bỗng giơ tay lên tung ra một chưởng. Bù! Thời không lập tức bị bóp méo. Dầm! Ông lão áo đen bị đánh bay ra ngoài cả mấy nghìn trượng. Mà thời không ở đây giờ phút này đã như sóng nước lăn tăn, cực kỳ kinh hãi. Thấy thế, mí mắt Diệp Huyên giật giật, mẹ nó chứ, thực lực của Vô Biên Chủ lợi hại thật. Cô gái hỏa diễm nhìn Vô Biên Chủ, không lên tiếng. Vô Biên Chủ nhìn ông lão áo đen phía xa, có phải ngươi thấy mình rất lợi hại không? Ông lão áo đen nhìn Vô Biên Chủ, vẻ mặt hung dữ, đây là Thái Sơ thần tộc. Vô Biên Chủ bỗng biến mất tại chỗ. Quỳnh! Ông lão áo đen lại bị hất bay lần nữa, lần này sau khi bay ra mấy nghìn trượng, thân thể ông ta đã vỡ vụn. Sau khi dừng lại, ông lão áo đen vô cùng kinh hãi. Ông ta nhìn Vô Biên Chủ với vẻ không thể tin được ngươi. Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, thanh minh một chút, ta không phải chỗ dựa của Diệp Thiếu. Nói xong Vô Biên Chủ định ra tay lần nữa, mà lúc này một luồng kim quang bỗng bắn ra từ hướng Thái Sơ thần thụ. Vô Biên Chủ híp mắt, quay người đánh ra một quyền. Ầm! Kim quang vỡ tan, Vô Biên Chủ liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Thời không xung quanh bị bóp méo. Mà lúc này, vô số kim quang vỡ vụn bỗng ngưng tụ thành một nắm đấm màu vàng, nghiền ép về phía Vô Biên. Vô Biên Chủ híp mắt, tiến lên một bước, phất tay phải ra, trong nháy mắt vô số bùa đen thần bí hội tụ trong lòng bàn tay ông ta nắm tay lại rồi đấm ra, thoáng chốc thời không xung quanh xoắn thành một vòng xoáy khổng lồ. Đùng đoàng! Ngay khi hai luồng sức mạnh tiếp xúc, hàng vạn con sóng xung kích đột nhiên bùng phát. Nơi xa, Diệp Huyên hơi híp mắt lại, hắn phất tay phóng ra vô số kiếm ý nhân gian. Ầm ầm. Kiếm ý nhân gian vô tận miễn cưỡng chặn lại được những con sóng xung kích đáng sợ ấy. Diệp Huyên vội vàng nhìn về phía Vô Biên Chủ, lúc này ông ta đã lui ra ngoài mấy nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Diệp Huyên trầm xuống. Vô Biên rơi vào thế bất lợi rồi ư? Mà vẻ mặt Vô Biên Chủ vẫn bình tĩnh. Lúc này Diệp Huyên chợt lên tiếng, Vô Biên, ông sẽ không bị đánh bại chứ? Vô Biên nhìn Diệp Huyên, ngươi thấy ta thua bao giờ chưa? Diệp Huyên nói, ông bị đẩy lùi rồi. Vô Biên biện minh, ngươi phải biết rằng đối phương đã bị ta đánh hộc máu rồi đấy. Diệp Huyên cau mày, quay lại nhìn về hướng Thái Sơ thần thụ, thật sự bị đánh hộc máu ư? Nơi đó có luồng sức mạnh thần bí cường đại. Thần thức của hắn còn chưa tới gần đã biến mất không dấu vết. Vô Biên Chủ lại nói, đối phương đã bị trọng thương rồi. Diệp Huyên nhìn ông ta, ông lừa ai đấy? Vô Biên Chủ nhún vai, tin hay không thì tùy. Nói xong ông ta quay người biến mất trên bầu trời như một luồng sáng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu vàng, nhìn thấy cảnh này nét mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn xoay người bỏ chạy. Chết tiệt! Vô Biên Chủ chuồn rồi. Xa xa, Diệp Huyên vừa chạy vừa nói, tiền bối, cô có đánh bại được cường giả thần bí vừa mới ra tay không? Giọng của cô gái hỏa diễm vang lên, không đánh lại được. Diệp Huyên chau mày, cô cũng không đánh lại được sao? Cô gái hỏa diễm nói, vị đó hẳn là người bảo vệ của Thái Sơ thần tộc, rất mạnh. Người bảo vệ! Diệp Huyên sầm mặt. Không thể không nói thực lực của đối phương đúng là rất khiếp khủng, đến Vô Biên Chủ cũng bị chấn áp. Đương nhiên hắn nhìn ra được Vô Biên Chủ chưa dốc hết toàn lực, nhưng có thể đối phương cũng chưa dốc hết toàn lực. Nếu đôi bên đại chiến sinh tử thì cũng chưa biết được kết quả thế nào. Lúc này, cô gái hỏa diễm bỗng nói, đi về hướng bên phải. Diệp Huyên gật đầu,
ngự kiếm quay lại, biến mất trên bầu trời. Một lúc sau, dưới sự chỉ đường của cô gái hỏa diễm, Diệp Huyên tới một vùng sa mạc, tại đây. Hắn nhìn thấy một cung điện cổ kính. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là gì vậy? Cô gái đáp, di tích cổ đại. Diệp Huyên hơi nhíu mày, di tích cổ đại. Cô gái hỏa diễm nói, đúng thế, đây là di tích cổ đại mà một số đại lão của thế giới hư chân đã để lại đây, giáp hoang thần cũng ở nơi này. Diệp Huyên trầm giọng, cường giả thế giới hư chân có thể tới đây bất cứ lúc nào à? Cô gái hỏa diễm đáp, trước đây thì được, bây giờ thì không. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Cô gái hỏa diễm giải thích, năm xưa chủ nhân Bút Đại Đạo để lại cấm chế cường đại ở Thái Sơ Thần Thụ, cường giả thế giới hư chân không thể phá được cấm chế này. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, không phải nói rằng chủ nhân Bút Đại Đạo ở thế giới hư chân cũng chỉ rất bình thường thôi sao? Cô gái trả lời, đúng là ở thế giới hư chân ông ấy không mạnh lắm, nhưng nếu vào thế giới vũ trụ này thì gần như có thể coi là vô địch, cho dù cường giả hàng đầu thế giới hư chân tới thế giới vũ trụ này cũng vẫn bị quy luật của ông ấy trấn áp. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao lại như vậy? Cô gái hỏa diễm nói, ta cũng không biết phải giải thích với ngươi thế nào, tóm lại đây không phải điều ngươi nên quan tâm. Ngươi hãy nghĩ cách trở nên mạnh hơn đi. Nói thật thì bây giờ ngươi vẫn chẳng thể chiến đấu được đâu. Diệp Huyên bĩu môi không nói gì, đi tới trước đại điện. Diệp Huyên nhìn đại điện trước mặt, phía trước có một pho tượng cầm trường mâu trong tay, uy nghiêm mà bá đạo. Cô gái nói, cẩn thận, đây là người trấn giữ nơi này. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn không động đến pho tượng mà đi vòng qua, sau khi tới đại điện. Hắn thấy đại điện này rất rộng lớn, mà trên đất còn có mấy thi thể. Diệp Huyên nhìn mấy thi thể đó, hắn phát hiện đều là thi thể người của Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyên hỏi, nơi này từng có đại chiến à? Cô gái hỏa diễm đáp, không biết, áo giáp đang ở ngay trước mặt ngươi đấy. Diệp Huyên nhìn phía trước, cách đó không xa có một bộ áo giáp trên đất, nó được làm từ vảy gì không rõ, cả bộ giáp có màu đen kịt, trên mỗi chiếc vảy đều có phù văn rất nhỏ. Giống như con kiến. Diệp Huyên khẽ hỏi, giáp hoang thần à? Cô gái hỏa diễm trả lời, đúng. Diệp Huyên do dự, ở dưới đất. Cô gái nói, chủ nhân đời trước của nó đã chết, sau đó linh của nó cũng ngủ say, người đánh thức nó đi. Diệp Huyên hỏi, nó sẽ đồng ý đi theo ta chứ? Cô gái hỏa diễm nói, ừ. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, tại sao? Cô gái đáp, vì ngươi đẹp trai. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, đừng đùa nữa, nói thật đi. Cô gái hỏa diễm im lặng một lúc rồi giải thích, muốn về thế giới hư chân thì chỉ có thể đi theo ngươi, bởi vì ngươi có đạo ấn của chủ nhân Bút Đại Đạo, ngươi là người ông ấy chọn, tuy ở thế giới hư chân ngươi rất yếu, nhưng ở vũ trụ này ngươi rất lợi hại, ít nhất thì ngươi sẽ không bị chủ nhân Bút Đại Đạo nhắm tới. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn đi tới trước giáp hoang thần, cô gái hỏa diễm nói, truyền huyền khí. Diệp Huyên gật đầu, xòe tay ra, rót huyền khí vào giáp hoang thần, sau đó áo giáp rung lên. Không bao lâu sau, giáp hoang thần đột nhiên hóa thành hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Lúc này cô gái hỏa diễm xuất hiện trước mặt giáp hoang thần, nàng ta nói những lời gì đó mà Diệp Huyên không hiểu, giáp hoang thần bỗng hóa thành u quang bay vào đầu mày của Diệp Huyên. Một luồng khí thế đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể Diệp Huyên, chẳng mấy chốc hắn đã cảm nhận được có thêm một hư ảnh trong đầu mình. Đó chính là linh của giáp hoang thần. Diệp Huyên xòe tay, trong nháy mắt toàn thân hắn được một tầng vảy dày bao phủ. Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên, áo giáp này chắc chắn là giáp mạnh nhất vũ trụ này, cho dù gặp phải người bảo vệ kia thì ít nhất người cũng có thể đỡ được ba quyền của gã. Diệp Huyên lưỡng lự, chỉ ba quyền thôi hả? Cô gái hỏa diễm hơi cạn lợi, có thể đỡ được ba quyền của kẻ đó đã là rất lợi hại rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười, được rồi. Nói rồi hắn cảm nhận hư ảnh trên người, phải nói rằng thực sự rất có cảm giác an toàn. Diệp Huyên đang định đi thì lúc này một luồng sáng trắng xuất hiện trước mặt hắn không xa, trong luồng sáng trắng, một hư ảnh dần ngưng tụ. Nét mặt cô gái thay đổi, đây là linh hồn không hoàn chỉnh của cường giả thế giới hư chân. Có thể gã muốn cướp xác người đấy, đi mau. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, quay người rời đi, mà lúc này một vách ngăn vô hình đã ngăn hắn lại.
Nhìn vách ngăn trước mặt, mặt Diệp Huyên tối sầm. Hắn quay người nhìn hư ảnh kia, hư ảnh rất mờ ảo, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lúc này hư ảnh chợt nói, chờ đợi vô số năm, cuối cùng cũng chờ được người thích hợp. Diệp Huyên nhìn hư ảnh, cướp xác. Hư ảnh cười, đúng. Diệp Huyên im lặng. Lâu lắm rồi không gặp phải người muốn cướp xác. Hư ảnh quan sát Diệp Huyên rồi cười, hơn nữa còn là người thiên mệnh, tốt lắm, ha ha. Cô gái hỏa diễm nhìn hư ảnh, sau đó lại nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này hư ảnh nhìn cô gái hỏa diễm, cô cũng tới từ thế giới hư chân, chắc chắn cô sẽ không ngăn cản ta đâu đúng không? Cô gái im lặng một lúc mới nói, hắn là người thiên mệnh, có nhân quả lớn, người chắc chắn muốn cướp xác hắn chứ. Hư ảnh nở nụ cười khinh miệt, người thiên mệnh nực cười, trên thế giới này, ngoài chủ nhân Bút Đại Đạo và lão tổ của Thái Sơ thần tộc, còn lại đều là rác rưởi. Cô gái hỏa diễm nhìn hư ảnh, vậy ngươi cứ tự nhiên. Nói xong nàng ta tránh sang một bên. Hư ảnh lạnh lùng nhìn cô gái hỏa diễm, coi như cô thức thời. Hư ảnh nhìn Diệp Huyên, có vẻ ngươi rất bình tĩnh. Diệp Huyên bình thản nói, dù sao cũng chẳng trốn thoát được. Hư ảnh cười lớn, cũng đúng. Nói xong gã hóa thành u quang bay vào đầu mày của Diệp Huyên. U. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Huyên trợn tròn, một luồng sức mạnh đáng sợ bắt đầu xóa thần trí và ký ức của hắn. Mà lúc này một thanh kiếm đột nhiên phóng từ trên trời xuống, chui vào cơ thể Diệp Huyên. Kiếm hành đạo. A. À. Tiếng thét chói tai bỗng vang lên trong người Diệp Huyên, kiếm gì thế này? Đây là kiếm gì? A, à, a. À. Dần dần, tiếng thét chói tai kia yếu đi, cuối cùng từ từ biến mất. Cùng lúc đó, vô số ký ức rời rạc hiện lên trong đầu Diệp Huyên, không chỉ vậy, khí thế của hắn cũng tăng vọt. Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lúc này, kiếm hành đạo chợt bay ra khỏi cơ thể Diệp Huyên, hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối trời. Cô gái hỏa diễm ngẩng đầu nhìn về phía cuối trời, vẻ mặt đầy kinh hãi. Lúc này Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, nắm tay phải lại, trong nháy mắt một luồng sức mạnh đáng gờm ngưng tụ trong tay hắn. Cô gái hỏa diễm nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, năm xưa gã bị chủ nhân Bút Đại Đạo phá vỡ thân thể, phong ấn ở đây. Cô gái trầm giọng hỏi, ngươi có được ký ức của gã à? Diệp Huyên nói, chỉ có một vài ký ức rời rạc, không có ký ức nào về thế giới hư chân cả. Cô gái hỏa diễm nói, người đã hấp thu sức mạnh linh hồn của gã. Đạo giới gật đầu, bây giờ chẳng những thần hồn của hắn tăng lên rõ rệt, mà thực lực cũng cải thiện rất nhiều, nếu như gặp lại người đàn ông Thái Sơ lúc nãy thì hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Cô gái hỏa diễm do dự một chút rồi hỏi, thanh kiếm vừa nãy là... Diệp Huyên cười đáp, của muội muội ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nàng ấy ở thế giới hư chân à. Diệp Huyên cười nhẹ, chắc là thế. Cô gái hỏa diễm im lặng. Nếu đối phương thật sự ở thế giới hư chân, vậy thì quá khó tin. Vì sao? Bởi vì thanh kiếm kia không phải tới từ Thái Sơ thần thụ, điều này có nghĩa là đối phương đã phá được vách ngăn của vũ trụ này và thế giới hư chân. Mà điều này gần như là không thể, không đúng, là tuyệt đối không thể. Ngay cả chủ nhân Bút Đại Đạo cũng không làm được điều này. Lúc này, Diệp Huyên chợt xòe tay ra rồi từ từ nắm lại, thời không nơi đây cũng bắt đầu hơi rung lên. Gấp lại. Diệp Huyên hơi nheo mắt, bắt đầu chậm rãi phát huy sức mạnh, khi hắn dốc toàn lực thì thời không ở đây cũng bắt đầu bị gấp lại từng chút. Nhìn thấy cảnh này. Nét mặt cô gái hỏa diễm chợt trở nên nặng nề. Mà lúc này, Diệp Huyên bỗng buông tay, xung quanh bình thường trở lại. Giờ phút này hắn đã kiệt sức. Dù đã có thể tác động được đến thời không nơi đây, nhưng vẫn không thể gấp được. Diệp Huyên lắc đầu hơi bất lực. Lúc này cô gái hỏa diễm nói, thời không ở đây rất đặc biệt, người muốn gấp lại là điều rất khó. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái hỏa diễm chợt nói, nếu ngươi ký khế ước với ta, có thêm sức mạnh của ta thì sẽ có thể gấp được. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, có thể đổi khế ước bình đẳng hơn chút được không? Cô và ta bình đẳng, có thể giúp đỡ lẫn nhau mà đôi bên cùng bình đẳng. Cô gái hỏa diễm im lặng,
Diệp Huyên cười, cô nghĩ mà xem. Cô gái đáp, được. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta ký hiệp ước bình đẳng, ta có thể mượn sức mạnh của ngươi, ngươi cũng có thể mượn sức mạnh của ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Cô gái hỏa diễm hóa thành một ngọn lửa rồi bay vào đầu mày của Diệp Huyên. Ầm. Trong nháy mắt, thân thể Diệp Huyên bị thiêu đốt, nhưng lần này hắn không bị thương, mà thời không xung quanh hắn lại trở nên hư ảo từng chút. Lúc này, trong thức hải của Diệp Huyên có thêm một ngọn lửa, đồng thời một giọng nói cổ xưa vang lên trong đầu hắn, khế ước bình đẳng, đôi bên bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau, trọn đời không thất hứa, kẻ nào thất hứa sẽ bị trời đất tru diệt. Dứt lời, từng luồng sức mạnh thần bí xuất hiện khắp nơi, những sức mạnh thần bí ấy như sợi chỉ, cuối cùng đều trút vào cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên kinh hãi, đây là gì? Cô gái hoa diễm đáp, sức mạnh khế ước thuộc về thế giới hư chân, trong chúng ta ai phản bội đối phương thì đều sẽ bị trừng phạt. Diệp Huyên hỏi, tính ràng buộc của nó có lớn không? Cô gái hỏa diễm trả lời, dù sao ta cũng không dám vi phạm. Diệp Huyên cười, hiểu rồi. Cô gái hỏa diễm nói, bây giờ ngươi có thể sử dụng sức mạnh của ta được rồi. Diệp Huyên gật đầu, xòe tay ra, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt, thời không xung quanh lòng bàn tay hắn trở nên hư ảo. Thấy thế, khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên. Như nghĩ tới điều gì, hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện rồi ngọn lửa bao phủ quanh kiếm. Ù! Kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội, hóa thành một luồng kiếm quang xuất hiện trên trời, nơi nào nó đi qua, thời không đều bị phá thành lỗ hổng. Lúc này cô gái hỏa diễm lên tiếng, thanh kiếm này của ngươi rất lợi hại, không ngờ nó có thể chịu được sức mạnh của ta. Diệp Huyên cười lớn, xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên về lại tay hắn. Hắn cất kiếm đi rồi trở tay, sau đó lại gấp thời không nơi đây một lần nữa, lần này thời không rất nhanh đã biến dạng, sau đó bị hắn gấp lại từng chút. Một lúc sau, thời không trong bán kính trăm trượng đã bị hắn gấp thành một đường thẳng. Nhưng đây đã là cực hạn của hắn. Diệp Huyên buông tay, thời không nơi đây bình thường trở lại. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vẫn chưa đủ. Sau khi thời không nơi đây bị gấp lại, uy lực rất mạnh nhưng với thực lực hiện giờ của hắn thì chỉ có thể gấp được thời không ở phạm vi nhỏ. Cô gái hỏa diễm nói, mật độ thời không ở đây quá dày, cho dù thêm sức mạnh của ta thì ngươi cũng chẳng thể gấp được phạm vi lớn. Vậy nên ta đề nghị ngươi hãy nâng cao thực lực của mình lên trước rồi hãy gấp. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói thì lúc này một tiếng vang cực lớn vọng lại từ chân trời đằng xa làm hắn giật mình, vội ngự kiếm bay đi, nhìn về hướng Thái Sơ thần thụ. Hắn nhìn thấy một người đàn ông. Chính là Vô Biên Chủ. Lại đánh nhau à? Mà cách Vô Biên Chủ nghìn trượng là một hư ảnh màu vàng, hư ảnh cầm trường mâu, toàn thân tản ra từng luồng khí tức đáng sợ. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên. Sao hai người này lại đánh nhau nữa rồi? Vô Biên Chủ nhìn người bảo vệ, cười bảo, lại đi. Dứt lời, ông ta xòe tay phải ra, thoáng chốc thời không xung quanh bị chia cắt. Sau đó từng luồng sáng màu đen kinh khủng tụ lại như sóng, cuối cùng bay vào lòng bàn tay Vô Biên Chủ. Ầm. Trong tích tắc, thời không xung quanh Vô Biên Chủ sôi trào, cực kỳ kinh người. Giọng của cô gái hỏa diễm vang lên trong đầu Diệp Huyên, thực lực người bạn này của ngươi thật cường hãn. Diệp Huyên bình tĩnh nói, cũng chỉ như vậy thôi. Cô gái. Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ. Giờ phút này trong lòng bàn tay Vô Biên Chủ chợt có thêm một vòng xoáy màu đen khổng lồ, trong vòng xoáy tuôn ra vô số khí tức đáng sợ. Mà đối diện Vô Biên Chủ, vẻ mặt người bảo vệ vẫn bình thản. Đúng lúc này, Vô Biên Chủ tung quyền ra. Đoàng đoàng. Quyền vừa ra, vòng xoáy màu đen chợt hóa thành một luồng sáng bắn về phía người bảo vệ, vòng xoáy đi qua nơi nào, thời không nơi đó đều bị hủy diệt từng tấc. Người bảo vệ hóa thành luồng kim quang biến mất tại chỗ, sau một giây, trường mâu màu vàng chợt xuyên qua vòng xoáy. Bùm! Vòng xoáy màu đen chấn động kịch liệt sau đó thì nổ tung, một tàn ảnh bỗng vọt tới trước mặt người bảo vệ. Chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ tung quyền về người bảo vệ, sức mạnh cường đại nghiền nát thời không xung quanh. Nhưng lúc này, người bảo vệ lại đâm cây trường mâu ra, kim quang vạn trượng tuôn trào. Đoàng. Sau một tiếng nổ giữa không trung, Vô Biên Chủ bị đẩy lui mấy vạn trượng,
mà ông ta còn chưa dừng lại đã có một kim quang vạn tượng nữa phóng từ trên trời xuống, ập về phía ông ta. Sức mạnh cường đại dù cách mấy chục vạn trượng, Diệp Huyên cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Phía dưới, trong mắt Vô Biên Chủ hiện lên vẻ hung ác, ông ta ngồi xổm xuống, giang tay phải ra rồi hất lên trên. Ầm. Thời không linh độ bị ông ta nâng lên đột ngột. Choang. Kim quang vạn trượng vỡ tan, mà lúc này một cây trường mâu đột ngột phóng tới. Vô Biên Chủ tung nắm đấm. Bùm. Nắm đấm ngăn lại tường mâu, nhưng rất nhanh, nắm đấm của Vô Biên Chủ nứt toác, máu bắn ra tung tóe. Lúc này, trong mắt Vô Biên Chủ hiện lên vẻ dữ tợn, ông ta vung tay phải về phía trước. Rầm. Người bảo vệ bị hất văng cả vạn trượng, cánh tay phải của gã đã bị xé toạc, thấy rõ cả xương. Lúc này Vô Biên Chủ chợt nhìn Diệp Huyên, này tên kia, cho mượn kiếm đi, hôm nay ta phải giết gã. Diệp Huyên sửng sốt rồi bảo, đổi cách gọi khác đi. Vô Biên Chủ nhìn hắn chằm chằm, trai đẹp được chưa? Diệp Huyên cười ha hả rồi xòe tay, kiếm Thanh Huyên bay ra, Vô Biên Chủ duỗi tay, kiếm Thanh Huyên rơi vào trong tay ông ta. Vô Biên Chủ nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay rồi cười to, kiếm tốt. Kiếm tốt. Nói rồi ông ta nhìn người bảo vệ, nào, tiếp tục đi. Dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Vụt. Một luồng kiếm quang xẹt qua, thời không lập tức bị xé toạc. Xa xa, người bảo vệ giơ tay vung thương, hàng vạn kim quang xuất hiện. Ầm, sau một tiếng nổ vang, ngàn vạn kim quang vỡ tan, người bảo vệ liên tục lùi lại gần cả nghìn trượng. Mà khi gã vừa dừng lại, trường mâu màu vàng trong tay đã nứt lìa. Thấy vậy, Phổ Biên Chủ bật cười ha hả, Diệp thiếu, cuối cùng ta cũng biết vì sao ngươi lại thích bật hack rồi. Thật sự quá đã, ha ha ha. Diệp Huyên không nói nên lời. Phía xa, Phổ Biên Chủ lại lao về phía người bảo vệ. Phập. Thời không lập tức bị phá vỡ trong nháy mắt như đậu phụ dưới kiếm Thanh Huyên. Ở phía đối diện Vô Biên Chủ, người bảo vệ từ từ nhắm mắt lại, khi kiếm của Vô Biên Chủ tới trước mặt, gã chợt mở mắt ra, trong hai mắt có mấy chục vạn kim quang bắn ra. Bùm. Thoáng chốc, Vô Biên Chủ bị đẩy lùi mấy nghìn trượng. Mà thời không trong mấy vạn trượng này cũng bị mấy chục vạn kim quang này phá tan thành hư vô. Sau khi dừng lại, Vô Biên Chủ chỉ kiếm về phía người bảo vệ với vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Người bảo vệ giơ trường mâu trong tay phải lên trời, bỗng chốc một luồng kim quang rơi trên trường mâu, trong nháy mắt, trường mâu bình thường trở lại. Thấy cảnh này, Vô Biên Chủ và Diệp Huyên đều sững sờ. Hành động này là sao? Mà lúc này, một luồng kim quang như tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi trên trường mâu trong tay người bảo vệ. Bùm! Trong khoảnh khắc, khí thế của người bảo vệ bỗng điên cuồng dâng trào. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Vô Biên Chủ trở nên khó coi, ông ta nhìn ra rồi, đây là đang được ban phúc. Nghĩ tới đây, Vô Biên Chủ quay đầu nhìn Thái Sơ Thần Thụ. Lúc này, người bảo vệ đột nhiên biến mất. Bùm! Bỗng chốc, thời không nơi đây trở nên sôi trào. Vô Biên Chủ nheo mắt, cầm kiếm chém về phía trước. Ầm! Vô số kim quang vỡ tan, Vô Biên Chủ lại lùi về cả gần vạn trượng. Mà lúc này, người bảo vệ lại chĩa trường thương lên trời, trong nháy mắt, lại một luồng kim quang đáng sợ nữa phóng xuống. Thấy thế, Vô Biên Chủ nhíu mày, nói thật, ngươi làm thế này có hơi vô lại đấy. Người bảo vệ phớt lờ ông ta, chém trường mâu trong tay về hướng Vô Biên Chủ. Ầm. Một đạo vạn trượng kim quang thần lôi từ trên trời phóng xuống. Đánh thẳng về Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ phất tay áo, kiếm Thanh Huyên hóa thành kiếm quang bay ra, chém lên kim quang đó. Phập. Kim quang bị chém vỡ, nhưng sức mạnh to lớn vẫn trút xuống. Ầm. Thời không nơi Vô Biên Chủ đứng nổ tung, bản thân ông ta cũng bị đánh bay. Sau khi dừng lại, Vô Biên Chủ trầm mặt, lúc này người bảo vệ lại chĩa trường thương lên trời lần nữa, sau đó một luồng kim quang kinh người phóng xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vô Biên Chủ trở nên cực kỳ âm trầm, người đang chơi lão tử đấy à? Người bảo vệ lại phớt lờ Vô Biên Chủ lần nữa, tiếp tục đón nhận sự ban phúc, ngay sau đó gã bất chợt phóng trường mâu về phía Vô Biên Chủ. Phập!
Bất cứ nơi nào trường mâu phóng qua, thời không đều bị hủy diệt theo từng tấc. Trong mắt Vô Biên chủ hiện lên sự hung ác, ông ta hóa thành một luồng kiếm quang rồi biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, một luồng kiếm quang đột nhiên đánh lên trường thương. Đoàng đoàng, kiếm quang và kim quang đột ngột nổ tung, Vô Biên chủ chém vỡ kim quang đó xong thì xông thẳng tới trước mặt người bảo vệ, chém ra một kiếm. Đùng đoàng, thời không trên đầu người bảo vệ trong nháy mắt nổ tung. Mà lúc này, người bảo vệ xòe tay hai tay, nhắm mắt lại, một khắc sau, vẻ mặt Vô Biên chủ thay đổi rõ rệt, bởi một luồng kim quang cực kỳ đáng sợ bỗng chốc phóng xuống. Rầm. Kim quang ấy lập tức nhấn chìm Vô Biên chủ và người bảo vệ, trong nháy mắt Vô Biên chủ đã bị hất bay. Cách đó không xa, sau lưng người bảo vệ chợt xuất hiện một hư ảnh vạn trượng màu vàng. Khí thế mạnh mẽ chấn động thời không bán kính mấy chục vạn dặm quanh đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên ở một bên lắc đầu, Vô Biên chủ gặp phải kẻ bật hách rồi. Nói xong hắn quay đầu nhìn Thái Sơ thần thụ. Không nghi ngờ gì chính Thái Sơ thần thụ này đang ban phúc gia trì cho người bảo vệ. Sắc mặt Vô Biên chủ lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi, dường như nghĩ tới điều gì, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, đừng nhìn ta đã không bật hách từ lâu lắm rồi. Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên sau đó quay lại nhìn người bảo vệ, hôm nay tới đây thôi. Nói xong ông ta phất tay áo, kiếm thanh huyên bay tới trước mặt Diệp Huyên, còn ông ta thì biến mất ở cuối bầu trời. Không đánh được nhưng chạy thì không có vấn đề gì. Thấy Vô Biên chủ chuồn mất, Diệp Huyên cũng mau chóng chuồn đi. Người bảo vệ này không phải người mà hiện giờ hắn có thể kháng cự. Mà người bảo vệ cũng không đuổi theo, gã nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà hướng gã nhìn là hướng Diệp Huyên rời đi. Ở một nơi khác, sau khi Diệp Huyên xác nhận rằng người bảo vệ không đuổi theo thì mới dừng lại. Hắn lắc đầu, tên này lợi hại thật. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể đánh Vô Biên chủ tới nỗi ông ta không thể đánh lại được, tuy người bảo vệ này có thể nói là bật hách nhưng cũng rất đáng sợ. Đúng lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ông ta, làm gì? Vô Biên chủ cười, đề phòng thế làm gì? Ta có thể có ý đồ xấu gì được? Diệp Huyên bảo, Vô Biên, có chuyện gì thì ông cứ nói đi. Vô Biên chủ cười hỏi, chẳng phải ngươi có tiểu tháp sao? Có thể cho ta mượn vài ngày để dùng được không? Diệp Huyên chớp mắt, ông muốn dùng tiểu tháp. Vô Biên chủ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Vô Biên chủ nhàn nhạt nói, tu luyện chứ sao? Diệp Huyên cười, Vô Biên, không phải ông ghét nhất là bật hách sao? Vô Biên chủ lắc đầu, đó là trước đây, bây giờ ta không ghét nữa rồi. Diệp Huyên không nói nên lời. Vô Biên chủ nói tiếp, người bảo vệ đó vẫn chưa phải người mạnh nhất ở đây. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi nhíu mày, chưa phải người mạnh nhất ở đây. Vô Biên chủ gật đầu, người mạnh nhất là tộc trưởng Thái Sơ thần tộc và đại tế sư của họ, còn cả Thái Sơ thần thụ kia nữa. Diệp Huyên im lặng. Như vậy muốn Thái Sơ thần tộc thuần phục có vẻ là hơi khó. Vô Biên chủ nói, sở dĩ vừa nãy ta không dốc hết sức lực là vì đề phòng ba thế lực này. Diệp Huyên nhìn Vô Biên chủ, ta cảm thấy ông đã dốc hết sức lực rồi. Ha! Vô Biên chủ cười khẽ, chỉ một người bảo vệ nho nhỏ, sao có thể khiến ta dốc hết sức lực được? Diệp Huyên cười, ông muốn mượn tiểu tháp để tu luyện hả? Vô Biên chủ gật đầu. Diệp Huyên nói, được, nhưng ta có một điều kiện. Vô Biên chủ, ngươi nói đi. Diệp Huyên nhìn thẳng vào Vô Biên chủ bỗng lên tiếng, ta nói cho ngươi biết, ta chỉ mượn một thời gian thôi, ngươi đừng bắt ta phải bán thân. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi bảo, ông thấy bây giờ ta nên nâng cao thực lực bằng cách nào? Vô Biên chủ quan sát Diệp Huyên một lúc rồi lắc đầu, bây giờ ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, bởi vì kiếm đạo của ngươi đã hoàn thành rồi, muốn nâng cao thực lực chỉ có thể dựa vào bản thân. Chẳng hạn như phát triển tín ngưỡng chi lực của ngươi, còn những thứ khác, ta thấy cho dù có thì ngươi cũng không cần làm, tập trung vào kiếm đạo của ngươi mới là đúng đắn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn nhìn Vô Biên chủ, vào tháp đi. Vô Biên chủ gật đầu, được.
Nói xong ông ta đi vào tiểu tháp. Cuối cùng vô biên chủ vẫn khuất phục trước hiện thực. Hết cách, đối mặt với kẻ không ngừng được ban phúc, cho dù ông ta dùng kiếm thanh huyên cũng chẳng thể đánh bại được. Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi xòe tay, một ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn, tiền bối, năm xưa thế giới hư chân còn ai ở lại nữa không? Cô gái hỏa diễm im lặng một lúc mới đáp, còn có một người, ta có thể cảm nhận được hơi thở của người đó, gã đang trốn ở phía bắc. Diệp Huyên nhíu mày, trốn. Cô gái hỏa diễm giải thích, Thái Sơ thần tộc không cho phép người phía trên đi xuống, chắc chắn gã đang trốn sự đuổi giết của Thái Sơ thần tộc. Tên muốn cướp xác ngươi lúc trước cũng đã bị Thái Sơ thần tộc đánh bị thương nặng. Diệp Huyên nhẹ giọng bảo, nói vậy nghĩa là Thái Sơ thần tộc đánh cả hai bên à? Cô gái hỏa diễm đáp, đúng thế. Diệp Huyên cảm thán, bọn họ thật trâu bò. Nói rồi hắn quay người rời đi. Hắn không đi về hướng Bắc mà bay về hướng Thái Sơ thần thụ. Hắn quyết định tìm một người của Thái Sơ thần tộc so tài trước, bây giờ thực lực vừa nâng cao. Hắn cần một trận chiến để kiểm tra thực lực cho mình, người bảo vệ đó quá mạnh, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Diệp Huyên chậm rãi tới gần Thái Sơ thần tộc, tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng, một người đàn ông trẻ của Thái Sơ thần tộc xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, người lén lén lút lút làm gì đấy? Diệp Huyên nhìn người đàn ông, so tài được không? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, không được gọi người. Người đàn ông cười hỏi, vậy có dám đổi chỗ khác không? Diệp Huyên cười, sao lại không? Dù sao vô biên chủ cũng ở đây, nếu đối phương đánh tập thể thì hắn sẽ thả vô biên chủ ra. Người đàn ông nói, đi theo ta. Nói xong hắn ta quay người rời đi. Diệp Huyên đi theo. Trên đường đi, người đàn ông chợt hỏi, người từ phía dưới tới, phía dưới có vui không? Diệp Huyên đáp, vui lắm. Người nọ nhẹ giọng, tiếc là chúng ta không xuống được. Diệp Huyên nói, nếu ngươi muốn xuống đó thì sau này ta có thể đưa ngươi đi. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể đến và đi tự do à? Diệp Huyên gật đầu. Người nọ cười, không hổ là người thiên mệnh, nhưng thứ cho ta nói thẳng, ngươi còn yếu hơn người thiên mệnh tên vô biên kia nhiều. Diệp Huyên cười, ta hỏi ngươi một chuyện được không? Người đàn ông gật đầu, người hỏi đi. Diệp Huyên nói, nghe nói các ngươi vừa sinh ra đã được Thái Sơ thần thụ ban phúc, có thật không? Người đàn ông gật đầu, thật. Diệp Huyên hơi tò mò, nó có thể ban phúc cho người ngoài không? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, chỉ cần nó muốn thì sẽ được thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên không khỏi quay đầu nhìn Thái Sơ thần thụ, nếu đưa cây này vào tiểu tháp rồi ngày ngày nó ban phúc cho mình. Không lâu sau, người đàn ông đưa Diệp Huyên đi đến trước một cung điện xa xưa. Hắn liếc ngang, thầm nhủ, mẹ nó, đừng nói gã tính vác hắn vào nhà rồi chơi đánh hội đồng chứ. Chắc không đến nỗi đâu hả? Người đàn ông dẫn hắn bước vào trong. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, thấy trong đại điện trống trải vô cùng, trên bốn bức tường là những bức bích họa vẽ yêu thú hắn chưa từng nhìn thấy. Con nào con nấy đều trợn trừng đôi mắt, hung tợn như muốn nhào lên táp người. Diệp Huyên hỏi người đàn ông, đây là nơi nào? Gã đáp, điện thần thú. Diệp Huyên nhíu mày, điện thần thú. Người đàn ông gật đầu, người nói muốn đập nó mà. Diệp Huyên, đừng bảo ngươi định chơi hội đồng ta chứ. Người đàn ông cười, sao có thể? Vừa dứt lời, gã búng tay một tiếng vang dội, cảnh tượng trong đại điện thay đổi, để hai người xuất hiện giữa một vùng tinh không, đứng giữa hình ảnh mờ ảo của một bầy yêu thú. Chính là những con yêu thú được vẽ trong bích họa. Khí tức của chúng mạnh mẽ vô cùng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, người bảo đây không phải là hội đồng. Người đàn ông, ta là Triệu Hồi Sư. Diệp Huyên á khẩu. Triệu Hồi Sư. Đậu má. Người đàn ông, đúng lý hợp tình mà nói, ta triệu hồi yêu thú đến đánh với ngươi không gọi là đánh hội đồng. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Người đàn ông cười, nếu ngươi cảm thấy ta đang ức hiếp ngươi thì có thể không đánh. Diệp Huyên cong môi, khỏi, tới đi. Người đàn ông gật đầu, vậy thì cẩn thận. Gã tạo ra một thủ ấn, nhưng chưa kịp làm phép thì Diệp Huyên đã hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ.
hắn sẽ không cho đối phương cơ hội. Nhưng vào lúc hắn xuất kiếm, đã có một cái bóng yêu thú vào tới trước mặt, dùng sức mạnh hùng hậu tông nát không gian trước mặt hắn. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt, Diệp Huyên rút kiếm chém xuống. Uỳnh! Nhát chém mang theo kiếm quang bùng nổ, chém cho yêu thú thối lui. Diệp Huyên lại muốn tìm người đàn ông kia, nhưng gã đã lùi ra tận nghìn trượng. Gã quát lên, yêu hiện. Duỳnh! Một bộ vuốt khổng lồ bất ngờ xé rách thời không phía trên Diệp Huyên rồi hung hăng ập xuống, mang theo sức mạnh khổng lồ như muốn cào nát cả vũ trụ, kinh khủng vô cùng. Hắn chỉ xoay tròn cổ tay, gấp lại thời không vô tận rồi lại vung kiếm chém ra. Ầm! Bộ vuốt bị chém bay, thân hình Diệp Huyên run lên, hóa thành kiếm quang dịch chuyển đến phía trên người đàn ông, chém xuống. Xoẹt! Đó là tiếng thời không bị xé rách. Người đàn ông vẫn bình chân như vậy. Khi kiếm của Diệp Huyên lao tới, bỗng có cái bóng của một con yêu thú nhảy ra từ trong đầu gã, va chạm trực tiếp với kiếm Thanh Huyên. Uỳnh! Hắn bị đẩy bay đi nghìn trượng trong nháy mắt, con yêu thú kia thì bay đầu, để lại những vòi máu tuôn xối xả. Diệp Huyên dừng lại quan sát nó. Hình thể nó không lớn, trông như loài hổ, lưng có hai cánh, toàn thân phủ vảy đen tuyền. Nó đang nhìn hắn với đôi mắt hung tợn. Diệp Huyên hỏi người đàn ông, rốt cuộc ngươi nuôi bao nhiêu yêu thú vậy? Gã chỉ cười, nhiều lắm. Diệp Huyên nhăn nhở cười lại rồi lại xoay tay gấp thời không một cách điên cuồng, đồng thời thả ra kiếm ý nhân gian vô cùng vô tận. Người đàn ông thấy cảnh này thì khẽ nheo mắt, đưa tay làm ấn, miệng niệm thần chú cổ xưa. Không lâu sau, thời không bốn phía bỗng vỡ ra, có tiếng gầm gừ vọng tới từ khắp nơi khi hàng loạt yêu thú ùa ra. Hai mắt Diệp Huyên lập tức trở thành màu máu. Khởi động huyết mạch chi lực. Hắn bước tới trước, vung kiếm chém ra. Dốc hết toàn lực vào nhát chém này. Lấy Diệp Huyên làm trung tâm, một quầng kiếm khí đáng sợ tỏa ra theo nhát chém. Uỳnh uỳnh. Vô số yêu thú bị chém bay đi trong nháy mắt, khi kiếm khí kia ập đến trước mặt người đàn ông, lại một con yêu thú bước tới chặn lại. Vảy trên đầu nó vỡ ra, máu phun như suối. Đúng lúc này, lại một tia kiếm quang màu máu bay tới. Ầm. Con yêu thú bị chém bay đi cả mấy chục nghìn trượng. Một thanh kiếm lao về phía người đàn ông, nhưng ngay lúc đó đã bị móng vuốt của một yêu thú khác tóm lại. Người đàn ông với chiếc đuôi rắn đó siết chặt nắm tay. Ầm. Kiếm Thanh Huyên run lên, không những không hề hấn gì mà còn khiến tay phải y nứt ra. Người đuôi rắn sửng sốt trước khi biến sắc rồi vội vàng buông kiếm, nhưng mà đã muộn. Xoẹt. Kiếm Thanh Huyên đập nát tay y. Mà y và người đàn ông kia đồng loạt thối lui mấy nghìn trượng. Người đuôi rắn nổi cơn tam bành, vừa dừng lại đã ngửa đầu rít gào, tung người nhảy lên. Y hóa thành một con mãng xà khổng lồ cao cả vạn trượng trong nháy mắt, tỏa ra sức mạnh khổng lồ khiến thời không rung chuyển, vô cùng đáng sợ. Cái đuôi của y ầm ầm quét về phía Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 259.